Chương 3220, bá đạo nhạc thừa vọng. Hắn phản ứng lại, trước đó cái thiếu gì kia bảo hắn đi gặp, đại khái cũng là ôm mục đích để hắn đổ thạch a. A, à, thật sự là khôi hài, thật đúng là cao ngạo, không phải là biết đổ thạch sao. Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì, suyệt chẳng lẽ ngươi không biết, gia hỏa này ngoại trừ là nguyên thạch đại sư, càng là một siêu cấp yêu nghiệt, nghe nói có thể địch nổi tứ bộ. Ngươi không muốn sống sao? Người bên cạnh vội vàng nhắc nhở lăng hàn cũng không phải nguyên thạch đại sư khác giá trị vũ lực bản thân kinh khủng đến mức dọa người a à, đây không phải nhạc thừa vọng sao có người đột nhiên nhìn về phía cổng chật 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 nhạc gia đại thiếu a đây chính là một vị vô cùng bá đạo nghe nói trước đó không lâu có người mở ra một gốc đại dược quả thực là bị hắn lấy không ai nói lấy không không phải cho một khối tiên kim sao ha 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 tướng ăn quá khó nhìn không có cách ai bảo cha hắn là lục bộ thiên tôn hôm nay hắn tới chỉ sợ lại muốn diễn trò tay không bắt sói a không biết ai bị để mắt tới đám người khe khẽ bàn luận nhưng chỉ cần là thiên tôn vẫn có thể bắt được tự nhiên cũng chuyển đến trong tai vị nhạc gia đại thiếu kia nhạc thừa vọng lại lộ ra một tia đắc ý hắn cũng không sợ bị người ở sau lưng nghị luật chuyện này chỉ có thể biểu hiện ra sự cường đại của hắn nhạc thiếu chính là hắn ở bên cạnh hắn có một người chỉ về phía lăng hàn chính là tiên vương trước đó ở cửa thành ngăn lăng hàn muốn để hắn đi gặp nhạc thừa vọng hắc hắc ngay cả mặt mũi của bản thiếu cũng dám không bán ăn gan trời sao nhạc thừa vọng lạnh lùng nói từ nhỏ đến lớn hắn chính là thánh chỉ không người nào dám trái bản thiếu ngược lại muốn xem xem hắn có năng lực gì hắn ở nơi xa nhìn chằm chằm lăng hàn nhưng để hắn thất vọng là lăng hàn chỉ tuyển đá lại không mở thạch giao xong tiên kim liền ném từng khối nguyên thạch vào không gian dung khí một ngày sau lăng hàn vừa lòng thỏa ý lần này thu hoạch y nguyên tràn đầy, tiếc nuối duy nhất chính là thiếu khuyết thiên tôn ký hiệu. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó lại hành động. Chậm đã, nhạc thừa vọng đã sớm chờ hắn, thấy Lăng Hàn muốn rời khỏi, hắn lập tức đưa tay cản lại. Lăng Hàn nhìn về phía hắn, khẽ trao mày, đều nói chó ngoan không cản đường, xem ra ngươi là một đầu ác khuyển. Sư phụ, đừng nhắc lại chữ chó. Phù Thiên Hành vội vàng ở một bên nhắc nhở, cẩn thận đại hắc cầu phát bệnh chó điên a. À. Khóe miệng của nhạc thừa vọng có chút run rẩy, các người cũng quá không để ta ở trong mắt a. À. hắn hừ một tiếng, lang hàn giao nguyên thạch vừa rồi ngươi chọn ra, bản thiếu cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, lấy giá tiền gấp đôi thu mua. đây quả thực là đoạt a. À, mời một vị nguyên thạch đại sư xuất thủ, đó cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng hắn lại lấy giá cả nguyên thạch gấp đôi thu mua, đây thật là lòng dạ hiểm độc đến trình độ không cách nào nói rõ a. À. chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, lang hàn bật cười ngươi muốn nguyên thạch nơi này còn nhiều hơn nữa ta lại vì cái gì phải bán cho ngươi bởi vì ta là nhạc thừa vọng nhạc thừa vọng ngạo nghễ nói giá đỡ thật lớn nha bản thiếu mời một lần thế mà không có mời được ngươi hắc hắc ngươi là lần đầu tiên lang hàn lắc đầu không rảnh cùng loại ngớ ngẩn như ngươi lãng phí thời gian cút sang một bên xem ra ngươi là không muốn mặt nhạc thừa vọng lạnh lùng nói lại nhường lối ra ở chỗ này hắn không dám ra tay tạo thành hậu quả hắn cũng chịu không nổi. Lại nói, mặc dù hắn là tam bộ, lại biết mình không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn, nhất định phải mời cường giả trong minh đến chân áp Lăng Hàn. Đợi Lăng Hàn đi thoáng qua, hắn mở miệng, đừng tưởng rằng bản thiếu sẽ bỏ qua như vậy, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đi cầu gặp bản thiếu, quỳ cầu bản thiếu rộng lượng. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, vứt xuống hai chữ liền nghênh ngang rời đi. Ngu xuẩn, cái, cái gì, nhạc thừa vọng không thể tin được, đường đường thiên tôn thế mà lại không có tố chất như thế, mở miệng mắng chửi người. Mặt mũi hắn tràn đầy lạnh lùng, hắn thề, nhất định phải cho Lăng Hàn hối hận. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi, hắn đã đoán được, theo thực lực đổ thạch của hắn hiện ra, sẽ hấp dẫn rất nhiều người, mục đích tự nhiên không ngoài là muốn cho hắn hỗ trợ đổ thạch. Hắn trở về, mở ra mấy phần đại dược, phân cho các nàng nữ hoàng, mọi người cùng nhau tăng lên tu vi, nếu có thể dảo bước tiến lên tứ bộ, Lăng Hàn tự tin không người nào có thể áp chế được hắn trừ khi thất bộ xuất hiện hắn cùng các nàng nữ hoàng bế quan tiêu hóa chỗ tốt lần này nhưng vừa mới xuất quan liền nghênh đón một tên tứ bộ thiên tôn người này họ mã nhưng tên đã sớm không cần phong hào thái bắc tiểu huynh đệ thái bắc thiên tôn đi thẳng vào vấn đề bản tôn nhận ủy thác của người cố ý hướng ngươi chuyển đạt một câu tốt nhất mau chóng đi cầu xin nhạc hiếu như vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống nếu không ha ha lang hàn nhìn hắn đường đường tứ bộ thế mà làm chân chạy cho người không cảm thấy mất mặt sao nhận ủy thác của người mà thôi tiểu huynh đệ nếu ngươi không cho bản tôn mặt mũi cẩn thận bản tôn không khách khí với ngươi a à. thái bắc thiên tôn cười ha ha nói giống như đang nói đùa lăng hàn cũng cười vậy các hạ cũng phải cẩn thận con người của ta vừa động thủ bình thường đều không lưu người sống sắc mặt của thái bắc thiên tôn khẽ biến thành hơi đen không nghĩ tới lăng hàn chẳng những không có nghe theo khuyến cáo của hắn ngược lại còn dám trái lại uy hiếp mình hắn lần nữa cười to thật sự là sóng sau đè sóng trước, người tuổi trẻ bây giờ, thật là dũng khí. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, không còn nói tiếp, tự giải quyết cho tốt đi, Thái Bắc Thiên Tôn vứt xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Nhưng hắn chân trước vừa đi, lại tới một tứ bộ Thiên Tôn, tìm Lăng Hàn nói không sai biệt lắm. Tứ bộ Thiên Tôn này thật đúng là có bốn cái mặt, một hồi vẻ mặt cầu xin, một hồi mặt giận dữ, một hồi nụ cười chân thành, một hồi mừng rỡ không được, để cho người cho rằng hắn đầu óc có vấn đề. Lăng Hàn đồng dạng ứng phó, tiếp đó lại tới một lục nhâm thiên tôn, Thương Không Thiên Tôn, Tử Viêm Thiên Tôn, đều muốn Lăng Hàn đi tìm Nhạc Thừa Vọng cầu xin tha thứ, mới có cơ hội sống sót. Đây là Nhạc Thừa Vọng hướng Lăng Hàn thể hiện ra thực lực của hắn. Chương 3221, Huyền Lai Đại Sư. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới, Nhạc Thừa Vọng cũng chỉ có thể mời ra Tứ Bộ Thiên Tôn, mà Tứ Bộ, hắn thật đúng là không sợ. Hắn thanh thản ổn định tuyển đá, mở đá, sau đó lấy đại dược tăng lên tu vi. Ở mọi người xem ra, hắn đã cao điệu, lại điệu thấp. Cao điệu là cái gì? Liên tục đánh ngã hai tên nguyên thạch đại sư, giết một tên thiên tôn, như thế vẫn chưa đủ cao điệu sao? Hơn nữa, hắn cách mấy ngày liền sẽ ở từng nguyên thạch phường của Trung Thiên Thành chờ tới chợt lui, mua đại lượng nguyên thạch. Nhưng điệu thấp chính là, Lăng Hàn không còn có công khai mở đá, hiện tại cũng có ít người hoài nghi, lúc trước Lăng Hàn là thật dựa vào thực lực thắng được như bất quần cùng bào phong vũ, hay vẫn là bằng vận khí. Lăng Hàn mới sẽ không nghĩ người khác nghĩ như thế nào, hắn âm thầm đại phát tài, ở Trung Thiên Thành một lần chính là hơn 900 năm, đạt được đồ tốt vô cùng kinh người. Nhưng mà, có chút nguyên thạch phường lại đề phòng hắn, một chút cho rằng là nguyên thạch chấn điếm, không cho hắn có cơ hội chọn lựa. Những năm qua, Lăng Hàn hết thảy thu được 71 thiên tôn ký hiệu, cực kỳ kinh người. Mặc dù đạt được ký hiệu phần lớn là cấp 9, lại để hắn đạt được 3 tổ hợp phù trong cấp độ này, phân biệt có thể tăng lên 44 lần, 29 lần cùng 13 lần chiến lực. Chợt nhìn, ngay cả xem như tăng lên 44 lần cũng không có vượt qua thập tứ phù, nhưng hắn cách ký hiệu cấp 9 viên mãn cũng không kém bao nhiêu, một khi hoàn thành, 111 thiên tôn ký hiệu có thể toàn bộ sâu chuỗi, đến lúc đó liền kinh người. Lăng Hàn đoán chừng, có khả năng tăng lên hơn 100 lần chiến lực, ngay cả thiên tôn ký hiệu cấp 1 cũng có thể siêu việt. Một bên khác, hắn cuồng gặm đại dược, tu vi tăng lên cũng rất tấn mãnh, dần dần tới gần nhị bộ trung kỳ mới nhị bộ trung kỳ những đại dược này nếu toàn bộ cho nữ hoàng hoặc hổ nữ phục dụng các nàng chí ít có thể đến một cấp độ dảo bước tiến lên tam bộ hoặc tứ bộ nhưng ai bảo đây là lang hàn chứ trong cơ thể vị diện vô cùng vô tận dẫn đến hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng cũng nhiều đến không hợp thói thường đây là con đường hắn lựa chọn sớm ở trước khi bắt đầu đi hắn liền đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy bởi vậy mặc dù hắn có chút đỏ mắt nữ hoàng cùng hổ nữ tiến cảnh nhưng không có nóng vội Thực lực của hắn là vững bước lên cao, căn cơ ổn định thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thời gian bình ổn cuối cùng bị đánh vỡ. Một phong thư khiêu chiến đưa đến trong tay Lăng Hàn, người khiêu chiến là Huyền Lai đại sư, Nguyên Thạch đại sư cực kỳ chứ danh. Thư khiêu chiến nói rất khách khí, muốn cùng Lăng Hàn luận bàn, không hề hỏa khí, lộ ra mây trôi nước chảy. Nhưng người này là sư phụ của Ngưu Bất Quần, Bảo Phong Vũ, hắn cố ý đến đây khiêu chiến khả năng chỉ đơn thuần muốn cùng lăng hàn luận bàn sao lăng hàn đương nhiên sẽ không sợ chiến đổ thạch hắn ngay cả thất bộ cũng không sợ vậy thì đến đánh đi hắn đáp lại tiếp nhận huyền lai đại sư khiêu chiến tin tức truyền ra toàn bộ trung thiên thành đều chấn động huyền lai đại sư là một nhóm nguyên thạch đại sư sớm nhất tựa hồ trời sinh liền có sức cảm ứng đối với nguyên thạch xác suất đổ thạch thành công cao đến kinh người chính bởi vì như thế dạng người như hắn là không thể nào đổ thạch ở trung thiên thành đây không phải là ăn gian sao. Dạng đổ thạch đại sư này đều ở trong từng thế lực lớn, nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp những thế lực này xem xét nguyên thạch bọn hắn khai thác ra, vật chân chính có giá trị sẽ bị bọn hắn lưu lại, không có khả năng chảy vào thị trường. Đương nhiên, bọn hắn là đổ thạch chân chính, không giống lăng hàn có thể trực tiếp nhìn thấu nguyên thạch, cho nên khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, giống như lăng hàn. Hơn 900 năm qua đạt được thiên tôn ký hiệu cơ hồ đều là cấp 9, cái này cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề một nhóm nguyên thạch đại sư cổ xưa nhất xác thực có chân tài thực học hiện tại dạng nguyên thạch đại sư này muốn cùng lăng hàn đổ thạch tự nhiên đã dẫn phát náo động lớn đã có bao nhiêu năm không có nhìn qua đại sư chân chính xuất thủ địa điểm ước chiến là ở đoạn không phường nguyên thạch phường lớn nhất trung thiên thành a do bảy thế lực lớn liên hợp kinh doanh lúc trước gốc đại dược cam sắc kia chính là ở chỗ này mở ra đáng tiếc mấy khối chân điếm chỉ bảo căn bản là hàng không bán không thì ta đã sớm mua bọn chúng lại Ngươi liền thổi đi, nguyên thạch khu chân phẩm chính là lấy thiên tôn ký hiệu hoặc chỉ ít đại dược hoàng sắc mới có thể mua sắm, ngươi còn muốn cầm xuống chân điếm chi bảo. Ai, khu chân phẩm đều là chỉ nhìn không ăn, chỉ có tiền thì có ích lợi gì. Hắc hắc, ta ngược lại nghe nói, vì phối hợp hai vị đại sư luận bàn, đoạn không phường có thể sẽ mở ra khu chân phẩm, cung cấp hai vị đại sư chọn lựa, thậm chí chân điếm chi bảo cũng có thể chọn lựa. Cái gì, vậy nhất định mau mau đến xem, ta vẫn muốn biết mấy khối chân điếm chi bảo kia có thể mở ra vật gì. Ở trong một mảnh nghị luận ẩm ý, Lăng Hàn đi tới đoạn không phường. Hắn dừng lại ở nơi cửa, có chút thổn thức, bởi vì lúc trước hắn cũng muốn tới đây, không nghĩ tới thế mà bị cử tuyệt, cũng không biết có phải phương diện đoạn không phường kiêng kỵ thực lực của hắn hay không, thế mà không bán. Nếu như chỉ đuổi hắn, như vậy Lăng Hàn khẳng định sẽ bão nổi, không có người làm sinh ý như vậy, nhưng người ta lưu manh, trực tiếp đóng cửa tiệm nghỉ ngơi, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, như vậy Lăng Hàn có tính tình cũng không phát tác được. a à, không cho phép người ta nghỉ ngơi sao. Hiện tại, nơi này rốt cục mở rộng đại môn với hắn. Hôm nay đổ thạch kết thúc, hắn cũng sẽ tiện tay quét sạch sành xanh. Mới vừa vào cửa, liền gặp một tên đạo đồng đang ở bên trong chờ lấy, nhìn thấy Lăng Hàn, hắn lập tức khom mình hành lễ. Lăng Đại Sư, xin mời đi theo ta, này còn tính rất khách khí. Lăng Hàn gật gật đầu, đi theo đối phương. Lần này nữ hoàng cùng hổ nữ vẫn không đến, tính cách của hai người căn bản không thích hợp loại trường hợp này, theo người khác mở đá là một sự tình để cho người ta rất hưng phấn, nhưng đối với hai nữ mà nói, đây chỉ là chờ đợi nhàm chán, thật không có ý tứ. Bởi vậy, lần này vẫn là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành bồi tiếp hắn. Trường 3222, ba cục hai thắng. Ba người đi theo đạo đồng, rất nhanh liền đi tới một lương đình, chỉ thấy một lão giả đang ngồi, mà sau lưng thì đứng hai người, không phải như bất quần cùng bào phong vũ thì là ai cái kia không cần phải nói lão giả này chính là huyền lai đại sư lang đại sư đồng ý cùng lão hủ luận bàn thật làm cho lão hủ thụ sủng nhược kinh huyền lai đại sư cực kỳ khách khí không phách lối giống như như bất quần cùng bào phong vũ hiển nhiên hắn cũng không có bị vinh quang hiện tại làm choáng váng đầu óc biết thiên hạ này trung quy là thế giới cường giả ở trước mặt thiên tôn tiên vương nguyên thạch đại sư gì cái kia đều là cạn bã mà thôi hiện tại hắn bày thái độ ngay ngắn ngày sau thiên tôn hết chỗ dùng tới hắn nói không chừng còn có thể để hắn bảo trì địa vị siêu nhiên. Đây mới gọi là lão luyện, khéo đưa đẩy. Lăng Hàn cười ha ha, nghe qua đại danh của huyền lai đại sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ phi phàm. Đây cũng không phải hắn cố ý thổi phồng đối phương, những nguyên thạch đại sư đời đầu xác thực rất có trình độ, hắn nghe nói rất nhiều. Ha ha, khách khí, khách khí, huyền lai đại sư cười nói, lần này lão hủ mời lăng đại sư đổ thạch, chỉ là luận bàn kỹ nghệ, không có ý tứ gì khác. A, à, lăng hàn có chút kinh ngạc. Lão nhân này thực sự chỉ muốn cùng mình luận bàn kỹ nghệ sao? Còn không mau nhận lỗi với lăng đại sư. Huyền lai đại sư quay đầu quát khẽ với bảo phong vô cùng như bất quần ở sau lưng. Mặc dù hai người bảo như không cam tâm tình nguyện, lại cũng chỉ có phần cúi đầu. Ai cũng quỳ xuống nói. Lúc trước chúng ta mạo phạm lăng đại sư, mong lăng đại sư đại nhân có đại lượng bỏ qua cho chúng ta một lần. Hai người bọn họ nói chỉnh tề như vậy, hiển nhiên đã sớm thương lượng xong. Tuyệt không phải Huyền Lai đại sư đột nhiên làm ra quyết định. Lăng Hàn lập tức tỉnh ngộ, mới vừa rồi còn nói Huyền Lai đại sư giác ngộ cao, mà đây chính là chỗ trí tuệ của đối phương. Dù hắn thắng Lăng Hàn lại như thế nào, lại giết không được Lăng Hàn, như vậy cuối cùng cũng có một ngày Nguyên Thạch đại sư ảm đạm rút lui khỏi sân khấu lịch sử, đến lúc đó Lăng Hàn thu về tính sổ, ai sẽ đến bảo đảm bọn hắn. Cho nên, không bằng thừa cơ hội này hóa giải ân oán. Đắc tội một tên thiên tôn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lăng Hàn gật gật đầu, huyền lai đại sư đã nhìn rõ như thế, lại cho hắn đủ mặt mũi, hắn cũng có thể thả hai người nhiêu, bao một ngựa, chỉ cần về sau hai người này đừng lại động tâm tư gì là được. Được, cứ tính như thế, hắn khoát khoát tay, hai người bào, như đều không cam lòng, kỳ thật Lăng Hàn một chút thua thiệt cũng không có, tại sao phải để bọn hắn cúi đầu. Nhưng sư tôn mở miệng, bọn hắn lại nào có tư cách cử tuyệt. Huyền lai đại sư, chúng ta luận bàn làm sao? Lăng Hàn hỏi, hắn căn bản không có để hai người nghiêu, bào vào mắt. Huyền Lai Đại Sư đã đưa ra khiêu chiến, hắn tự nhiên sớm nghĩ kỹ. Bởi vậy nghe hỏi, hắn liền cười nhẹ nhàng nói, chúng ta liền lấy ba khối nguyên thạch đến phân thắng thua. Có thể, lang Hàn gật đầu, bất quá, chúng ta không lấy tổng giá trị của ba khối nguyên thạch đến quyết thắng thua, mà là mỗi mở ra một khối coi như một ván, ba cục hai thắng, như thế nào. Cũng được, ván đầu tiên, hạn tuyển nguyên thạch một canh giờ, ván thứ hai, hạn ba canh giờ, ván thứ ba, hạn một ngày. Lăng Hàn không khỏi nhìn huyền lai đại sư một chút, lão đầu này thật đúng là lợi hại. Một canh giờ, hắn tìm tòi nguyên thạch số lượng tương đối có hạn, thậm chí không có khả năng biết huyền lai đại sư lựa chọn nguyên thạch bên trong có cái gì, cái này để tranh tài chân chính có được lo lắng. Chẳng những cần thực lực, còn phải xem vận khí, Lăng Hàn gật gật đầu, có thể, luôn không lo lắng thắng, hắn cũng cảm thấy không có gì hay. Vậy Lăng Đại sư cần nghỉ ngơi một chút, hay là lập tức liền bắt đầu? Huyền Lai Đại Sư cười hỏi, không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lang Hàn rất tùy ý nói, có thể, Huyền Lai Đại Sư mời trưởng quỹ của đoạn không phường đến, để hắn phụ trách làm người công chính. Bốn phía, người vây quanh nhiều vô số kể, dạng đổ thạch này ngược lại là mới lạ, chưa từng gặp qua. Rất công bằng, đúng vậy, không không không, chẳng lẽ các người không có nghĩ qua, Huyền Lai Đại Sư đã sớm tới nơi này, nói không chừng đã sờ soạn nguyên thạch nơi này mấy lần, cái hạn định thời gian này đối với Lăng Hàn quá mức bất lợi. Ừm, phải, huyền lai đại sư cũng nghe vào trong tai, hắn cười cười. Lão Hủ đã đưa ra nhiều điều kiện hạn chế như vậy, Lăng Đại Sư cũng có thể đưa ra yêu cầu với Lão Hủ. Ây, nơi này phân 10 khu vực, Lăng Đại Sư có thể hạn định Lão Hủ ở khu vực nào tuyển đá, mà Lăng Đại Sư thì có thể tùy ý chọn một khu vực. Lời này vừa ra, đám người bốn phía đều không có lời có thể nói. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối, huyền lai đại sư đã làm được rất quang minh lỗi lạc lăng hàn nhoẻn miệng cười nói được rồi cứ như vậy tới đi hắn tiện tay chỉ một khu vực nơi này chính là của huyền lai đại sư mà hắn thì lựa chọn khu vực liền nhau hai vị đều chuẩn bị xong chưa trường quỹ đoạn không phường là một tráng hán độc nhãn tứ bộ thiên tôn hỏa tàm đường đường tứ bộ chẳng lẽ không thể phục sinh một con mắt sao hắn rõ ràng có thể nhưng không làm trên mắt trái có một vết thương rất sâu hiển nhiên là cố ý có lẽ là đang nhắc nhở mình năm đó bại bởi ai, sỉ nhục này không tẩy, hắn liền một ngày không khôi phục vết thương. Lăng hàn cùng huyền lai đại sư đều gật gật đầu, hỏa tàm thiên tôn liền ném ra một cái đồng hồ cát, lơ lửng ở trên bầu trời, bắt đầu tính giờ. Ván đầu tiên bắt đầu, thời gian một canh giờ, lăng hàn không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu đi lại. Hiện tại lực lượng đổ thạch của hắn có tiến bộ lớn, tay chỉ cần chạm thử nguyên thạch liền có thể nhìn đến nội bộ, tốc độ tự nhiên kinh người như cưỡi ngựa xem hoa, một đường không có ngừng lại. Huyền lai đại sư thì tương phản, hắn sẽ đứng yên xem xét tỉ mỉ, nhưng một lần xem xét chính là hơn 100 khối nguyên thạch đều thu ở trong mắt, tinh tế so sánh, sau đó mới rời khỏi, nhưng vừa đi chính là một tảng lớn khu vực, tốc độ không kém lăng hàn bao nhiêu. Chỉ là hắn đến tột cùng là thực sự đã nhìn ra, hay vẫn đang giả trang bộ dáng, vậy cũng chỉ có hắn biết. Trường 3223, Thế Hoạc 1 Bộ pháp của Lăng Hàn ổn định, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, thật không hổ là đoạn không phường A, chất lượng nguyên thạch ở nơi này tương đối cao, không sai biệt lắm trong mỗi 10 khối nguyên thạch liền có một khối có thể ra hàng, xa xa không phải nguyên thạch phường khác có thể so. Nhưng trên thực tế, ra hàng nhiều cũng không đại biểu có thể kiếm lời, bởi vì phần lớn đều là tiên kim, cũng có chút ít đại dược, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa Lăng Hàn cũng chỉ thấy được một gốc đại dược màu xanh, không có cao hơn. Có phải có cao nhân giữ cửa ải, mới xuất hiện tình huống như vậy hay không? Nếu thật như vậy, vậy dạng nguyên thạch đại sư này thực không thể coi thường a. À. Dưới chân lăng hàn càng lúc càng nhanh, chỉ một canh giờ, hắn thực sự rất khó đảo qua khu vực này một lần. Dù sao đoạn không phường này là do sáu đại thế lực hợp tác, dù hiện tại đã phân chia đến một phần mười phạm vi, nhưng vẫn như cú to đến kinh người. Tất cả mọi người nín hơi, không ai phát ra âm thanh, không dám quấy rầy hai vị nguyên thạch đại sư, nếu không khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ. Nhà thừa vọng cũng tới hắn đang ngồi ở một bên thần sắc cao ngạo hắn đối với năng lực đổ thạch của lăng hàn cũng rất tò mò nhưng mặc kệ lăng hàn là thua hay thắng hắn đều sẽ không buông tha lăng hàn hắn là ai con trai của lục bộ thiên tôn tuyệt đối không có đạo lý bị người cự tuyệt đại vân thiên tôn cũng cố ý chạy tới bên cạnh còn có một tên tứ bộ hắn chính là lãnh đạo phụ thân của lãnh tu nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào lăng hàn sát khí ẩn ẩn hai người đều muốn giết chết lăng hàn nhưng một cái là ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người lăng hàn, một cái khác thì muốn báo mối thủ giết con. Hạt cát càng ngày càng ít, một canh giờ sắp hết. Ngừng, hỏa tàm thiên tôn khẽ quát một tiếng, hạt cát đã chảy hết. Lăng hàn cùng huyền lai đại sư đồng thời dừng bước, nhao nhao về tới chỗ cũ. Hai vị, làm ra lựa chọn đi, hỏa tàm thiên tôn nói. Lăng hàn cùng huyền lai đại sư đồng thời gật đầu, vẫy tay, hưu, hưu, đều có một khối nguyên thạch bay tới, rơi vào trong tay của bọn hắn hai vị là tự mình mở đá hay để giải thạch công của bản phường thay mở đá hỏa tàm thiên tôn hỏi lão hồ tự mình tới huyền lai thiên tôn nói ta cũng tự mình tới được hỏa tàm thiên tôn gật đầu lang hàn cùng huyền lai thiên tôn đều đích thân lên trận mở ra nguyên thạch lập tức tất cả mọi người không tự chủ được tiến lên trước mấy bước nghị luận hiện tại tuyển đá đã xong tự nhiên không sợ quấy dày đến hai người này lang hàn cùng huyền lai đại sư lựa chọn nguyên thạch có thể nói là khác biệt cực lớn khối của lăng hàn lớn chừng một người mà huyền lai đại sư chỉ lớn cỡ nắm tay ngay cả một phần trăm khối của lăng hàn cũng không tới hắc hắc nếu tính diện tích như vậy lăng hàn toàn thắng có người trêu chọc nói ngậm miệng người ta là nhị bộ thiên tôn chiến lực có thể địch tứ bộ há là ngươi có thể nói đua bên cạnh lập tức có người quát tháo miễn cho hắn dẫn lửa thiêu thân người kia run lên không dám nói tiếp nữa tất cả mọi người chờ mong hai người này long tranh hổ đấu đến tột cùng sẽ sinh ra tia lửa như thế nào từng tầng từng tầng thạch bì rơi xuống dưới nguyên thạch có đồ vật hay không lại là cái gì sắp hiện ra ở trước mặt thế nhân ồ t lang hàn thân là thiên tôn tốc độ tự nhiên càng nhanh chỉ thấy ở trong tay của hắn khối nguyên thạch kia đã hiện ra màu hỗn độn mơ hồ có thể nhìn thấy một ký hiệu bốc lên thiên tôn ký hiệu tất cả mọi người kinh hô ngưu bức a vừa ra tay là thiên tôn ký hiệu đã đứng ở thế bất bại Ánh mắt của Hỏa tàm Thiên Tôn cũng nhảy một cái, tâm hắn thầm nói mặc dù đã trải qua Nguyên Thạch Đại Sư chọn lựa, nhưng xem ra vẫn có đồ tốt chảy vào Nguyên Thạch Phường a. Lang Hàn dừng tay lại, không thể mở tiếp nữa, không thì Thiên Tôn ký hiệu sẽ xuất thế. Một bên khác, a, à, nơi này cũng ra hàng, đồng dạng là Thiên Tôn ký hiệu, tiếng kinh hô lại nổi lên, không nghĩ tới Huyền Lai Đại Sư cũng mở ra một Thiên Tôn ký hiệu. Không hổ là Nguyên Thạch Đại Sư a, thần, nhưng hai bên đều là Thiên Tôn ký hiệu. Này làm sao đến phân tích? Trừ khi thu hai ký hiệu này vào thức hải, không thì căn bản không có khả năng tiến hành so sánh, cái nào cấp độ cao hơn. Vấn đề là, đây chính là thiên tôn ký hiệu, tính toán cho ai, ai sẽ còn lấy ra sao? Lại nói, nếu lấy ra bảy ký hiệu truyền thế lừa dối, ai biết? Ván đầu tiên, tính hòa sao? Huyền Lai đại sư cười một tiếng, mặc dù thiên tôn ký hiệu không thể phỏng đoán, nhưng chỗ lão hủ có một chu thiên hoàn, có thể tiến hành chiếu rọi thiên tôn ký hiệu đối ứng đến danh sách, dạng này có thể tiến hành so sánh. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có vật như vậy. Có thể thử một chút, huyền lai đại sư lấy ra một cái vòng tròn, khắc đầy ký hiệu, nhưng tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu. Lăng đại sư, mời người vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, sau đó đặt ở phía trên. Hắn nói với Lăng Hàn, Lăng Hàn gật gật đầu, tùy ý vận chuyển một viên ký hiệu cấp 9, sau đó cầm vòng tròn, lập tức, một tiết điểm đột nhiên sáng lên. Huyền Lai đại sư nhìn thoáng qua, đây là ký hiệu cấp 9, hắn chỉ một khu vực nói, phàm là thắp sáng ở chỗ này đều là ký hiệu cấp 9, Lăng đại sư có thể thử lại lần nữa. Lăng Hàn lại vận chuyển một viên ký hiệu cấp 9, quả nhiên vẫn sáng ở khu vực chỉ định. Hắn hiếu kỳ nói, vậy nếu là ký hiệu cấp 7 thì sao? Nơi này, Huyền Lai đại sư chỉ một khu vực khác trên Chu Thiên Hoàn. Lăng Hàn vận chuyển một ký hiệu cấp 8, Chu Thiên Hoàn lại sáng, quả nhiên không ở khu vực cấp 9 cũng không ở khu vực vừa rồi Huyền Lai đại sư chỉ định. Đây là ký hiệu cấp 8." Huyền Lai đại sư cười nhẹ nhàng nói. Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật có thể chiếu rõ ra cấp độ của thiên tôn ký hiệu. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiện tại thế mà còn nghiên cứu ra vật như vậy. Đây là đồ vật gần đây nghiên cứu ra, cũng khó trách mọi người không biết." Huyền Lai đại sư nói, hắn trước giới thiệu khu vực nào đối ứng ký hiệu cấp 9, sau đó đặt nguyên thạch lên Chu Thiên Hoàn. Lập tức, Chu Thiên Hoàn sáng lên, ký hiệu cấp 7, tất cả mọi người nói, Lăng Đại Sư, người tới, huyền lai Đại Sư đưa Chu Thiên Hoàn về phía Lăng Hàn. chương 3224, Thế Hỏa 2. Lăng Hàn tiếp nhận, cũng đặt nguyên thạch lên Chu Thiên Hoàn, Chu Thiên Hoàn hưởng ứng, sáng lên. Cũng là ký hiệu cấp 7, đám người kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Ván đầu tiên, Hòa, Hỏa Tàm Thiên Tôn nói, Lăng Hàn cùng huyền lai Đại Sư đều gật đầu. Công nhận dạng phán định này, Huyền Lai Đại Sư, Chu Thiên Hoàn này của ngươi còn có nhiều không? Có người hỏi Huyền Lai Đại Sư, Huyền Lai Đại Sư cười ha ha, ngươi có phải muốn dùng Chu Thiên Hoàn đến chọn lựa nguyên thạch bao hàm thiên tôn ký hiệu hay không? Đây là chuyện không thể nào, nhất định phải mở nguyên thạch ra đến chỉ còn một tia thạch bì, nhìn thấy thiên tôn ký hiệu, lúc này mới có thể để Chu Thiên Hoàn cảm ứng được, tiến hành chiếu giỏi. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người lắc đầu, đã có thể thấy được, cái kia còn làm sao gian lận. Bất quá, đây cũng không phải là không có chỗ tốt, trước kia dù cho nhìn thấy người khác mở ra thiên tôn ký hiệu, thời điểm tranh mua cũng chỉ có thể cược một cái, dùng nhiều tiền mua được đến tột cùng là ký hiệu cao dai hay đê dai chỉ có thể bằng vận khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiếu dọi một cái liền biết là cấp mấy, thậm chí sắp xếp cụ thể cũng thanh thanh sở sở. Lăng Hàn cũng nổi lên hứng thú, hắn phải đi làm một cái, như vậy hắn mới biết hắn cụ thể còn thiếu ký hiệu nào, tổ hợp ký hiệu lại sâu chuỗi. Lăng đại sư, bắt đầu ván thứ hai được chứ? Huyền lai đại sư hỏi. Được, Lăng Hàn gật đầu, vẫn là đồng dạng, người hạn định lão hủ một khu vực. Nhưng bởi vì lần này thời gian dài, lúc trước phân chia 10 khu vực, mở rộng đến ba cái như thế nào? Huyền lai đại sư vừa cười vừa nói. Lăng Hàn đồng ý, tùy ý phân phối ba khu vực cho huyền lai đại sư, mình cũng tuyển ba khu vực. Lần này, ba canh giờ, hỏa tàm thiên tôn nói, hắn lại ném ra ngoài một cái đồng hồ cát, hai người lập tức bắt đầu chọn lựa, sau lần thứ nhất giao phong, để bọn hắn biết đối phương là kẻ khó chơi, khó đối phó. Đám người cũng lần nữa nín hơi, dạng thế lực ngang nhau này mới đủ kích thích, để bọn hắn càng thêm mong đợi. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua, ngừng, hỏa tàm thiên tôn nói, xin hai tuyển đá đi, lang hàn cùng huyền lai đại sư nhau nhau mang tới một khối đá, lần này bọn hắn chọn tảng đá ngược lại không sai biệt lắm. Hai người đều lựa chọn tự mình mở đá, theo thạch bì không ngừng bong ra, đồ vật bên trong cũng hiện ra ở dưới ánh mặt trời đại dược hai bên đều mở ra đại dược bên lăng hàn là màu vàng bên huyền lai đại sư cũng màu vàng t chẳng lẽ lại đánh ngang tay nhìn xem có một phe là loại chữa trị hay không dưới cam sắc đại dược khôi phục thương thế giá trị cao hơn tất cả mọi người kinh ngạc không nghĩ tới hai người này lại đồng thời mở ra đại dược hoàng sắc sau khi hoàn toàn mở ra đại dược đều giao cho hỏa tàm thiên tôn đến đánh giá hỏa tàm thiên tôn cẩn thận quan sát một hồi nói đều là đại dược tăng lên tu vi hắn dừng một chút cường điệu nói giá trị liên thành lang hàn cùng huyền lai đại sư lại nhìn kỹ hai gốc đại dược một chút đều nhao nhao gật đầu đồng ý kết luận của hỏa tàm thiên tôn xác thực đều là đại dược tăng lên tu vi như vậy ván thứ hai lại đánh ngang cái này ngoài đám người dự kiến ai có thể nghĩ tới sẽ là quá trình như vậy kết quả lại như thế này ván thứ ba lão hủ muốn đi vào khu chân phẩm so cao thấp huyền lai đại sư đột nhiên nói với hỏa tàm thiên tôn hỏa tàm thiên tôn do dự khu chân phẩm có thật nhiều nguyên thạch được cho rằng giá trị rất cao nhưng cùng lúc cũng có thể mở ra phế thạch bởi vậy cái này cũng không có bị nội bộ tiêu hóa mà bày ở nơi này làm chiêu bài hấp dẫn khách nhân nếu như bị hai người này lái đi thiên tôn ký hiệu cao giai hay đại dược cấp bậc cam sắc như vậy đoạn không phường liền thua thiệt lớn hắn nghĩ nghĩ vẫn quyết định đáp ứng đây là một cơ hội tăng lên thanh danh cực tốt, hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một khối nguyên thạch, dù bị bọn hắn lái đi bảo vật, tổn thất cũng có hạn. Khu chân phẩm, tất cả mọi người hưng phấn, khu chân phẩm của đoạn không phường một mực là khu vực thủ lưu, cực ít để cho người ta tiến vào, chỉ ở trước đây thật lâu mở ra một gốc đại dược cam sắc, mặt khác, con viễn cổ mãnh thú kia cũng là ở chỗ này mở ra, cực kỳ kinh người. Bất quá, khu chân phẩm sẽ không để cho tất cả mọi người đi vào chung, lăng hàn, huyền lai đại sư cùng hỏa tàm thiên tôn đi vào, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Một ngày thời gian, hỏa tàm thiên tôn ném ra cái đồng hồ cát thứ ba. Lăng Hàn cùng huyền lai đại sư đều không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu. Không hổ là đoạn không phường, nguyên thạch ở khu chân phẩm này cũng là số lượng rất nhiều, rực rỡ muôn màu, tiến vào có khả năng cảm giác được một cỗ đại khí đánh tới, phảng phất như nơi này trưng bày không phải tảng đá, mà là tuế nguyệt. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, mặc dù số lượng nguyên thạch nơi này không ít thế nhưng chỉ có ngàn khối một ngày đủ để cho hắn đi dạo mấy lần tuyển ra một khối có giá trị nhất hắn đi tới sờ qua từng tảng đá nhưng lông mày lại hơi nhíu đường đường khu chân phẩm thế mà một thiên tôn ký hiệu cũng không có hóa hả hắn rất nhanh thì ngừng lại nhẹ nhàng gõ một khối nguyên thạch trong này có một gốc đại dược nhưng chỉ là hoàng sắc hắn lắc đầu tiếp tục đi tới không sai biệt lắm đi dạo một phần ba khu vực hắn lần nữa dừng lại hắn lại phát hiện một gốc đại dược hơn nữa còn là cam sắc cam sắc cùng hoàng sắc đây là một bay vọt đại dược hoàng sắc chỉ có thể tăng lên tu vi hay khôi phục thương thế nhưng đại dược cam sắc lại có thể trợ giúp thiên tôn đẩy ra gông cùng xiềng xích cảnh giới bước về phía độ cao mới đơn giản mà nói là có thể trợ giúp thiên tôn cảm ứng được lực lượng bản nguyên mới cho nên nói đại dược cam sắc còn muốn chân quý hơn thiên tôn ký hiệu đương nhiên đối với thất bộ mà nói cam sắc đại dược liền không có một chút ý nghĩa. Lăng Hàn cũng không có lấy đá, nếu như hắn phát hiện đây là nguyên thạch chân quý. Nhất toàn trường, như vậy huyền lai đại sư làm sao đoạt qua chiến lược tứ bộ như hắn. Lại đi một đoạn đường, hắn lần thứ ba ngừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn ở trong khối nguyên thạch này phát hiện một cây đao. Trường 3225, đao gãy, đao gãy, rõ ràng cách thạch bì thật dày, ngay cả thần thức của thiên tôn cũng có thể ngăn cách, lại như cũng để hắn cảm ứng được một cỗ hung sát chi khí đáng sợ chỉ vừa chạm vào liền để đầu hắn đau xót thật là đáng sợ đây tuyệt đối là thiên tôn bảo khí hơn nữa suốt từ tay thiên tôn cao dai mới có thể có được lực phá hoại khủng bố như vậy lang hàn cho rằng giá trị thanh đao gãy này hẳn là còn ở trên cam sắc đại dược đao này ít nhất là lục bộ thiên tôn mới có thể luyện chế ra thậm chí có thể là bảo khí của thất bộ thiên tôn cái kia càng thêm kinh người tin tưởng đoạn không phường cũng không cách nào kết luận giá trị của khối nguyên thạch này cho nên mới sẽ để ở chỗ này không thì bọn hắn khẳng định sẽ tự mình mở cây đao này có uy lực kinh khủng hắn vẫn không có thu lấy tiếp tục đi khu chân quý này hiện lên hình khuyên bởi vậy khi lăng hàn đi qua hơn một nửa thì cùng huyền lai đại sư gặp nhau huyền lai đại sư nhìn hắn khách khí cười một tiếng sau đó sượt người qua lăng hàn cũng mỉm cười hắn đối với lão nhân này ngược lại nổi lên hào cảm đi một đoạn đường lăng hàn xoay người lại chỉ thấy huyền lai đại sư chạy tới trước nguyên thạch bao hàm thanh đau gãy kia, không ngừng ngắm nghĩa, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết nên lấy hay bỏ. Xem ra, lão đầu cũng có cảm ứng, nhưng hắn lại không có năng lực thấu thị như lăng hàn, bởi vậy, hắn lộ ra xoắn suýt. Lăng hàn quay đầu, hắn tiếp tục tiến tới. Hắn lại phát hiện vài cọng đại dược, thậm chí còn phát hiện một thiên tôn ký hiệu, để hắn gật đầu, khu chân phẩm thật đúng là không phải thổi ra, xác thực có đồ tốt chân quý. Ô! hắn bỗng nhiên khẽ giật mình dừng bước tay của hắn đang đặt ở trước mặt một khối nguyên thạch to lớn mà hắn cơ hồ không thể tin được con mắt của mình nhìn thấy đồ vật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi quá kinh người hắn hít một hơi thật sâu đi qua khối nguyên thạch này trái tim thì phốc 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 cuồng loạn chờ sau đó muốn tuyển khối đá này hay không tuyển mở ra có thể sẽ kinh thiên động địa cũng không tuyển về sau còn có khả năng tới nơi này sao hắn cũng xoắn suýt có một loại cảm thụ giống như Huyền Lai đại sư, đồ tốt nơi này thật đúng là không ít, chỉ tuyển một khối. Không đủ a, à, một vòng rốt cục chuyển xuống, Lăng Hàn đã có quyết đoán. Thời gian đã đến, Hỏa tàm Thiên Tôn mở miệng, kỳ thật Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư đều đã đi dạo qua một lần, đối với bọn hắn mà nói, khu chân phẩm này vẫn còn có chút nhỏ, xem xét một lần cũng không cần một ngày. Mời, Lăng Hàn cùng Huyền Lai đại sư đều xuất thủ, không có vượt qua Lăng Hàn ngoài ý muốn huyền lai đại sư chọn nguyên thạch là khối bao hàm đau gãy mà lăng hàn tuyển là nguyên thạch để hắn khiếp sợ kia huyền lai đại sư người trước lăng hàn nói huyền lai đại sư cũng không khách khí lập tức mở ra một lúc sau oanh một cỗ sát khí đáng sợ đập vào mặt đừng nói tiên vương tầng 9, ngay cả tứ bộ thiên tôn sắc mặt cũng trắng bệch có một loại tim đập nhanh không cách nào hình dung ba tiên khí trong tay huyền lai đại sư lập tức rơi xuống cả người cũng đặt mông ngồi tê liệt mồ hôi lạnh như suối nước chảy xuôi. Cái này, cái này có tuyệt thế hung vật gì sắp xuất thế sao? Bản Tôn là nhị bộ, nhưng vì cái gì cũng có một loại cảm giác trong lòng run sợ. Tất cả mọi người kinh hô, cuối cùng mở ra thứ gì? Để Bản Tôn tới, Hỏa Tam Thiên Tôn đi tới, hiển nhiên Huyền Lai đại sư đã bất lực giải thạch, thậm chí để cho hắn ở bên cạnh, khả năng thân thể cũng sẽ bị sát khí phá tan thành từng mảnh. Phải biết, đồ vật trong này còn không có chân chính xuất thế a. À? tất cả mọi người đưa mắt tới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật a à, cái này tựa như là một cây đao hơn nữa vẫn là đao gấy đứt gấy cái này vẫn là cách tầng thạch bì sát khí cư nhiên đáng sợ như thế trời ạ à, đây là vật gì tay của hỏa tàm thiên tôn cũng có chút run tứ bộ lại như thế nào thanh đao gãy này sát khí quá nặng để hắn không kiềm chế được nhưng tứ bộ dù sao cũng là tứ bộ hắn cưỡng ép đè xuống tâm ba động một bàn tay đánh ra nếu như đã biết bên trong là một cây đao, hơn nữa sát khí đáng sợ như vậy, khẳng định cấp độ vượt xa tiên khí, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thiên tôn chi lực đánh nát. 3. Tảng đá vỡ vụn, một thanh đao gãy lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây đao này, toàn thân đen nhánh, quả nhiên gãy mất một phần ba, nhìn kỹ, cây đao này kỳ thật cũng không phải là trời sinh màu đen, mà là dính quá nhiều máu tươi, lúc này mới hiện ra màu đen. 3. 3. 3. Đao gãy vừa ra, chỉ ít có chín thành người đều đặt mông ngồi xuống, ngay cả thiên tôn cũng không ngoại lệ, chỉ có tứ bộ mới có thể đứng, nhưng hai chân cũng đang phát run. Đao này, quá khủng bố, có thể dảo bước tiến lên thiên tôn, chính là thiên tài trong thiên tài, đứng ở đỉnh phong của thế gian. Nhưng một thanh đao gãy mà thôi, thế mà để thiên tôn dưới tứ bộ ngay cả đứng cũng bất ổn, đây là khái niệm gì? Không gì sánh kịp, hỏa tàm thiên tôn nói một câu xúc động, theo bản tôn tính toán, đây ít nhất là pháp khí của lục bộ thiên tôn, hơn nữa còn uống qua vô số thiên tôn chi huyết mới có thể có được sát khí đáng sợ như vậy tất cả mọi người gật đầu cây đao này vừa ra dưới tứ bộ căn bản ngay cả đứng cũng đứng không vững còn chiến đấu thế nào vấn đề là dưới tứ bộ lại có ai có thể vận dụng cây đao này cái này còn không có đối địch mình trước liền nằm xuống đây không phải muốn chết sao trừ khi cây đao này chủ động nhận chủ không thì ngay cả tứ bộ cũng không thể vận chuyển được có một vị tứ bộ thiên tôn mở miệng nhưng hai mắt hy nguyên lửa nóng nếu có thể giải quyết khuyết điểm tổn thương mình, thanh đao gãy này tác dụng quá lớn. Lãnh đạo, Đại Vân Thiên Tôn cũng hai mắt tản ra tinh quang, cây đao này là huyền lai đại sư mở ra, vậy thì hỏi đối phương mua là được, tứ bộ mở miệng, coi như nguyên thạch đại sư lại như thế nào, dám cự tuyệt sao? Lăng Hàn, người còn phải so sao? Hỏa Tàm Thiên Tôn hỏi Lăng Hàn, cái này tựa hồ đã không có huyền niệm, một thanh đao gãy thậm chí đè tứ bộ thiên tôn xuống, ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng xa xa không kịp. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đương nhiên, chương 3226 thất bộ, hắn cũng không phải không biết thanh đao gãy này khủng bố, trên thực tế, huyền lai đại sư nhiều lắm là đoán được đồ vật trong khối nguyên thạch này có khả năng kinh thiên, nhưng tuyệt đối không biết cụ thể là cái gì. Nhưng Lăng Hàn rõ ràng tin tưởng, nhưng không có tuyển, điều này có ý vị gì. Hắn bắt đầu giải thạch, cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như bên trong cất dấu thiên tôn ký hiệu. Tất cả mọi người lắc đầu, lần này ngươi đừng nói mở ra thiên tôn ký hiệu dù cam sắc đại dược cũng vô dụng làm sao cũng không sánh bằng thanh đao gãy này nhưng tốc độ của lăng hàn chẳng những chậm hơn nữa đông cắt một đao tây khoét một cái thế mà cắt một khối nguyên thạch to lớn thành hình người sắc mặt đám người không khỏi cổ quái ngươi cho rằng cắt thành một hình người bên trong liền thực sự có thể tung ra một người sao hai tay lăng hàn có chút phát run người khác hoàn toàn không có cảm giác nhưng hắn lại là áp lực to lớn hắn không dám cắt sai một đao nếu không đụng phải đồ vật bên trong, hắn có khả năng gặp phản vệ kịch liệt, sinh sinh đánh chết hắn cũng có thể. Bởi vậy, hắn nhất định phải lấy thần hồn quan sát, thanh thanh sở sở tình huống bên trong. Nhưng thần hồn đụng tới đồ vật kia, lại để hắn nhận lấy áp lực cực lớn, dù hắn có chiến lực tứ bộ cũng vô cùng khó chịu. Hắn ra tay càng ngày càng chậm, trên trán có mồ hôi tầng tầng rơi xuống. Có ít người mất kiên trì, cảm thấy Lăng Hàn là đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn khẳng định thua đến cùng có mở hay không dạng kéo dài thời gian này là không có ý nghĩa nếu không trực tiếp nhận thua đi đúng đấy lần này chỉ là luận bàn thua cũng không có gì tổn thất nhưng cường giả tứ bộ giống như hỏa tàm thiên tôn lại đều biểu lỗ nghiêm nghị theo thạch bì trở nên càng ngày càng mỏng lấy thần thức mạnh mẽ của bọn họ đã có thể cảm giác được một cỗ khí tức không cách nào hình dung đang cuộn trào cái này khiến tâm linh của bọn hắn run rẩy thậm chí muốn xé rách trong này cất dấu vật đáng sợ gì ngậm miệng Hỏa tàm thiên tôn nghiêm nghị quát, lập tức, tất cả mọi người không dám nói nữa. Lăng hàn hít một hơi thật sâu, xoát xoát xoát, hắn liên tục ra 17 đao, lập tức, đồ vật trong khối nguyên thạch kia cuối cùng hiện ra. T, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, dâng lên một cỗ sóng to gió lớn không cách nào hình dung. Trong nguyên thạch này, thế mà thực sự là một người, cái này tuyệt không phải người sống, mà là một cỗ thi thể, không có chút sinh mệnh khí tức nào, nhưng chính là một cỗ thi thể như thế, lại để thiên tôn cũng không thở nổi, giống như bọn hắn đều biến thành phàm nhân, đối mặt một thần linh. Khó trách lấy thực lực của Lăng Hàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hạ đao, đổi một người khác, chỉ sợ căn bản không có khả năng mở cỗ thi thể này ra, nhiều lắm là hiện ra một cái tay, một chân. Tất cả mọi người lui về sau, sau đó lại cẩn thận quan sát. Đây là nam tử, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, tràn đầy bá khí. Mà trên người hắn cũng xác thực mặc long bào màu đen đầu đội đỉnh quan màu đen một bộ hình tượng đế vương cái này đây chẳng lẽ là thi thể của cường giả thất bộ sao có người run giọng nói quá kinh khủng dù đây chỉ là một cỗ thi thể nhưng không gian bốn phía lại từng tầng từng tầng co lại hoàn toàn không thể tiếp nhận hung uy mà thiên địa càng thất sắc dù đây là trong hư không cũng có lôi vân dày đặc thiểm điện cuồn cuộn lại làm sao cũng không rơi xuống được chẳng lẽ trời cũng sợ sao cường giả thất bộ ngay cả thiên địa cũng không dám hạ xuống lôi phạt không có khả năng có người đột nhiên cao giọng nói mặc dù thanh âm không cao lại tràn đầy đại khí ngươi là ai a à, người biết cái gì bên cạnh có người nhịn không được trách mắng nhưng càng nhiều người lại lộ ra kinh sợ nhìn người này hành lễ ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng không ngoại lệ tân thiếu tân đại nhân tân đạo Hiếu đây là một người trẻ tuổi khí vũ đường đường tóc đen dày đặc mắt sáng như sao có một gỗ xu thế để thiên địa cũng động dung Tân khí hổ, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, suốt cục có người nói ra tên của người nọ, tê, những người còn không biết thân phận hắn đều hít một ngụm khí lạnh, nhắc tới trên đời này có ai không hiểu. Vậy tuyệt đối không phải là thất bộ thiên tôn số lượng thưa thất kia, mà là tân khí hổ, lâm u liên, ngô hạo dương, ba vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Ba người này nhất định trở thành lục bộ, thậm chí giảo bước tiến lên thất bộ cũng có khả năng, được xưng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng. Tân khí hổ đi nhanh tới tất cả mọi người kìm lòng không được lui ra phía sau nhường ra một con đường mặc dù hắn là tứ bộ nhưng chiến lược ít nhất là ngũ bộ thậm chí càng mạnh hơn một chút có lẽ một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ trung thiên thành bái kiến tân đại nhân càng nhiều người quỳ xuống cúi đầu trước vạn cổ đệ nhất thiên kiêu này thật không nghĩ tới lần này đổ thạch thế mà hấp dẫn tân khí hổ tới tân khí hổ long hành hổ bộ đã đi tới trước cổ thi người khác ngay cả mười trượng cũng không dám tiến hắn lại đứng ở chỗ ba trượng, cho thấy thực lực của hắn đáng sợ. Cha ta nói qua, thất bộ thiên tôn dung sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, siêu thoát hết thảy, vạn cổ bất diệt. Hắn nhìn chằm chằm cổ thi, trong miệng thì nói như vậy. Cha của tân khí hổ tân phó, đây chính là thất bộ thiên tôn, mạnh nhất trên trời dưới đất. Không sai, cha ta cũng nói như thế, thanh âm ầm ầm vang lên, như vô số chân long đang gào thét, một thiếu niên cũng đi nhanh tới. Ngô Hạo Dương, có người thấp giọng nói. T, lại tới một vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, nếu lại đến Lâm U Liên, như vậy tăng thêm lăng hàn, hiện nay tứ đại thiên kiêu liền gom góp đủ. Thất bộ bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp, không cách nào giết chết. Ngô Hạo Dương đi tới, cách cổ thi bất quá ba trượng nói. Nếu không phải như thế, cuồng loạn đã sớm tấn công vào rồi. Thất bộ là không chết được, nhưng bây giờ thiên tôn bận long bào màu đen này lại chết, đó chỉ có thể nói, người này không phải thất bộ. Cổ quái, tân khí hổ đột nhiên nhướng mày xác thực cổ quái, một thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc phiêu nhiên đi tới, đồng dạng đứng ở trước cổ thi ba trượng. Lâm U Liên, chương 3227, tranh, tất cả mọi người kinh hãi, ba vạn cổ đệ nhất thiên kiêu thế mà đều xuất hiện ở trung thiên thành, hơn nữa toàn bộ bởi vì cổ thi này mà động, cùng một chỗ hiện thân. Cái này đủ để chứng minh bộ cổ thi này kinh người đến cỡ nào. Người cũng nhìn ra chỗ không đúng, tân khí hổ nhìn lại Lâm U Liên, hắn không coi ai ra gì, Nơi này ngoại trừ Lâm U Liên, cũng chỉ có Ngô Hạo Dương miễn cưỡng để hắn coi là đối thủ, những người khác. Ha ha, dù là tứ bộ cũng như cặn bã. Lâm U Liên gật đầu, trên lý luận, thất bộ bất tử bất diệt, nhưng bộ cổ thi này cho ta cảm giác cùng gia phụ không gì khác biệt. Xác thực như thế, Ngô Hạo Dương cũng gật đầu, người này khi còn sống tuyệt đối là thất bộ, chính là sau khi chết hy nguyên có lực áp bách đáng sợ không gì sánh nổi, ta có thể bảo đảm dù lục bộ dây vào thân thể của hắn, chỉ ít cũng sẽ gãy tay. Nhưng mà, sao lại có thể như thế? Tân khí hổ nhíu mày, vừa rồi cũng là hắn nói, tuyệt không có khả năng này là một bộ thi thể thất bộ, bởi vì thất bộ là không thể nào chết, đây là một nghịch lý, nhưng mà, bộ cổ thi này thấy thế nào cũng hẳn là thất bộ, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Hơn nữa, Lâm U Liên có chút trầm ngâm, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, chưa từng có tin tức thất bộ vẫn lạc truyền ra, nếu như vị này là thất bộ thiên tôn, vậy là nhân vật ở thời kỳ cổ lão cỡ nào lịch sử của vị diện này có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lâu dài hơn vô số lần ngô hạo dương nói ba người này nói chuyện người bên ngoài căn bản không có một cái có tư cách xen vào ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng chỉ có ở một bên nghe ba vị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu chiến lược ít nhất là ngũ bộ chuyện này quá lớn khả năng phải mời động đám người lão gia tử đến xem tân khí hổ nói lâm u liên gật đầu quay đầu nhìn về phía lăng hàn lang huynh có thể trước giao bộ cổ thi này cho chúng ta hay không? Lăng Hàn ngược lại không quan trọng, bộ cổ thi này hắn ngay cả tới gần cũng không thể, tuyệt đối sẽ làm thân thể nổ tung. Hắn làm một cái tư thế xin mời nói. Cứ tự nhiên, Tân Khí Hổ nhìn về phía Lăng Hàn nói, "Ngươi chính là Lăng Hàn?" Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không biết Tân Khí Hổ đối với mình là thái độ gì, cũng không vội biểu lộ. "Không sai, không sai, ta cảm thấy ngươi hẳn là ở Đổ Thạch Hạ nhiều chút công phu." Tân Khí Hổ nói nghe nói nguyên thạch đại sư còn có năng lực dò xét địa mạch không bằng theo ta qua bên kia đi giúp một chút hắn mang theo nụ cười nói nhìn như đang nói đùa cũng có thể là thật lang hàn cũng cười nhìn hắn nói ngươi muốn học không ta có thể thu ngươi làm đồ đệ cái này ngược lại hắc một quân hắn tựa hồ cũng đang nói đùa nhưng nếu tân khí hổ nghĩ thật vậy hắn cũng có thể coi là thật ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ ha ha ta trực tiếp làm sư phụ ngươi ép ngươi một đời Tân khí hổ hơi sướng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn dám nói như thế, ngay cả hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu cũng dám cứng rắn ngạnh. Nhưng nếu hắn nổi giận, lại không có lý do, là hắn nửa đùa nửa thật trước, chẳng lẽ Lăng Hàn không thể nói đùa sao? Ta nhớ kỹ ngươi, hắn cười nói, ánh mắt đồng đồng, tản ra áp lực đáng sợ. Lăng Hàn cũng không phải người nguyện ý chịu thua thiệt, vừa định phản bác, đã thấy Lâm U Liên đưa tay bãi xuống, ngăn cản hắn. Tuyệt sắc mỹ nhân này nói, Tân Huynh, Ngô Huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ngoại vực chiến trường một chuyến đi được tân khí hổ gật đầu hắn biết lâm u liên cố ý giảng hòa hắn có thể không nể mặt người khác nhưng lâm u liên nha nhất định phải cho ngô hạo dương nhìn chằm chằm lăng hàn nói lăng hàn người tiến cảnh quá chậm dạng này làm sao giao thủ với ta ta ở cùng cảnh giới chỉ thua qua một mình ngươi tuyệt đối không cho phép một mực mang theo dạng sỉ nhục này hắn ngược lại không phải tiểu nhân lòng dạ rất lớn trước mặt mọi người liền nói ra đoạn lịch sử này. Cái gì, năm đó Ngô Hạo Dương còn thua Lăng Hàn. Thật không thể tin nổi, hắn là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu A. Đánh nhau cùng cấp, Ngô Hạo Dương thế mà thua. Bất quá, Ngô Hạo Dương hiện tại là tứ bộ, nhưng Lăng Hàn chỉ là nhị bộ, cái này đã đủ nói rõ vấn đề. Cũng phải, nhất thời cường đại cũng không đại biểu một thế cường đại, hắn đã không có tư cách cùng Ngô Hạo Dương bàn luận. Lòng giả của Ngô Hạo Dương thật lớn, không ngần ngại ở trước mặt mọi người nói ra sự tình mình bị thua chút nào. Lúc này mới xứng với xương hào vạn cổ đệ nhất thiên kiêu của hắn. Tất cả mọi người nghị luận, ai cũng than thở, lang hàn bất phi sở động, thản nhiên nói, người áp chế tu vi, chúng ta có thể lại đánh nhau cùng cấp. Ngày khác đi, Ngô Hạo Dương cười nói, hắn chỉ chỉ cố cổ thi kia. Hiện tại ta không có thời gian, lang hàn gật đầu, được, đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai, ngay cả thất bộ thiên tôn hắn cũng có thể đánh. Dù thực lực ba người lâm u liên vô cùng kinh người, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí mang thạch bì tới, trông chất ở trên bộ cổ thi này, chất thành từng tầng, áp lực đáng sợ kia mới dần dần nhỏ xuống. Nhưng thạch bì không thể so sánh với nguyên thạch hoàn chỉnh, bởi vậy, cuối cùng ba người khiêng cổ thi như là núi nhỏ rời đi. Dù như thế, vẫn có áp lực kinh người từ trong quan tài tràn ra, để người một đường trải qua ai cũng nằm xuống. Thẳng đến thân ảnh ba người lâm u liên hoàn toàn biến mất, mọi người mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cỗ thi thể này thật sự là đáng sợ, Lang đại sư, lão hủ nhận thua. Huyền Lai đại sư bật cười, hắn đưa tay ném một cái, ném ra hai dạng đồ vật đều bị thạch bì bao vây. Lang Hàn biết, đây là lúc trước hắn mở ra Thiên Tôn ký hiệu cùng đại dược. Hắn hơi kinh ngạc, trước đó bọn hắn cũng không có ước định, bên thắng có thể thắng được hết thảy, Huyền Lai đại sư là cố ý bán hắn một cái giao tình. Lại tưởng tượng, kỳ thật Huyền Lai đại sư chỉ là tiên vương, hắn muốn đại dược, Thiên Tôn ký hiệu này thì có ích lợi gì? cuối cùng cũng phải cho Thiên Tôn, vì cái gì không thể là Lăng Hàn. Phải biết, Lăng Hàn tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lăng Hàn nhìn Huyền Lai đại sư gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, biểu thị nhận phần tâm ý này của đối phương. Chương 3228, ai mặt mũi cũng không bán. Thanh đao gãy này, cũng xin Lăng đại sư thay xử lý. Huyền Lai đại sư người tốt làm đến cùng, thanh đao gãy kia cũng đưa cho Lăng Hàn, dù sao hắn ngay cả tiếp cận cũng không thể Huyền Lai Đại Sư, đây chính là tuyệt thế chi bảo, người không cảm thấy như vậy quá qua loa sao. Đại Vân Thiên Tôn lập tức nói, không sai, giả nghi thế kỳ chân này, vẫn là cân nhắc một chút, lại xử lý tương đối tốt. Lãnh đạo cũng nói theo, Huyền Lai Đại Sư rất khéo đưa đẩy, hắn làm sao có thể cùng bất kỳ một thiên tôn nào trở mặt, vội vàng cười nói. Hai vị đại nhân, các người nói đã chậm, lão hủ đã đưa đao gãy cho Lăng Đại Sư, các người nếu muốn, tìm Lăng Đại Sư đi, cùng lão hủ không quan hệ phong vũ bất quần chúng ta đi thôi lão đầu thật đúng là nói đi liền đi cũng không quay đầu lại giống như lửa thiêu mông lăng hàn không khỏi mỉm cười lão nhân này kỳ thật rất có ý tứ lăng hàn thanh này đao gãy là ở tệ phường mở ra cho bản tôn một bộ mặt do bản phường đến thu mua như thế nào hỏa tàm thiên tôn nhìn lăng hàn nói thanh đao gãy này cực có thể là bảo khí của thất bộ thiên tôn có được ý nghĩa vô tận lăng hàn vẫn là giao cho bản tôn đi Đại Vân Thiên Tôn cũng mở miệng, để hồi báo, bản tôn đồng ý người ở trong bản phường tùy ý tuyển 10 khối nguyên thạch. Nghe nói như thế, đám người không khỏi suy một tiếng. Hóa, giá trị 10 khối nguyên thạch có thể so sánh với thanh đao gãy này sao? Ngươi hoàn toàn là tay không bắt sói. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, nguyên thạch phường kia đã sớm bị mình quét sạch sẽ, đừng nói 10 khối, dù 100 khối, 1.000 khối cũng mở không ra vật gì tốt. Ngươi nha, qua chỗ nào mát mẻ đợi đi. Lăng Hàn, Suy nghĩ thật kỹ một chút, lãnh đạo cũng khuyên, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Lăng Hàn nhìn thoáng qua hắn, ta chán ghét hai người các ngươi, ai lại nói tiếp, ta liền giết hắn, các ngươi có tin hay không? Đại Vân Thiên Tôn cùng lãnh đạo bản năng muốn nói không tin, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh ẩn tàng sát khí kia của Lăng Hàn, đến miệng không ngờ lại nuốt trở vào. Bọn hắn đều hừ một tiếng, Đường Đường Thiên Tôn đánh pháo miệng có ý nghĩa sao, đợi Lăng Hàn ra khỏi thành, lại giết người đoạt bảo là được. Trước đó vì cái gì Đại Vân Thiên Tôn không có xuất thủ, chính là cảm thấy một người không an toàn, muốn chờ lãnh đạo đến. Lăng Hàn lại nhìn về phía hỏa tàm Thiên Tôn, đối phương khá lịch sự, hắn cũng cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, ta đối với cây đao này cũng rất có hứng thú. Ánh mắt của hỏa tàm Thiên Tôn vẩy một cái, hắn có thể trở thành trưởng quỹ của đoạn không phường, tỏa trấn ở đây, thực lực khẳng định vượt qua tứ bộ. Nhưng mà, hiện tại liền xuất thủ trấn áp Lăng Hàn. Hắn cố kỵ, thứ nhất, trước mắt bao người, nếu hắn xuất thủ cưỡng đoạt, cái kia truyền ra sự tình đoạn không phường ức hiếp khách nhân, về sau ai còn sẽ đến nơi này chọn lựa nguyên thạch. Không sợ mở ra đồ tốt liền bị cưỡng ép đoạt đi sao. Đến lúc đó, hơn người vị lục bộ thiên tôn cùng một chỗ chất vấn hắn, người để hắn làm sao giao phó. Thứ hai, Lăng Hàn cũng không phải nhị bộ phổ thông, chiến lực có thể so sánh tứ bộ, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ tạo thành đại phá hư đối với Trung Thiên Thành, hắn cũng gánh chịu không được hậu quả như vậy bởi vậy hắn suy tính liên tục vẫn chậm rãi gật đầu vậy lăng đạo hữu cũng nên cẩn thận lời này giống như uy hiếp lại như nhắc nhở bởi vì người đánh chủ ý thanh đao gấy kia cũng không chỉ một mình hắn hơn nữa trên thân lăng hàn còn có chí ít hai thiên tôn ký hiệu đại dược thì càng nhiều ai không muốn chiếm thành của mình lăng hàn chỉ cười một tiếng muốn quay người rời đi chậm đã một thanh âm đột nhiên vang lên lộ ra cực kỳ đột ngột đám người nhìn lại không khỏi kinh ngạc bởi vì người mở miệng là một tên tiên vương. Tiên vương nho nhỏ, lại dám mở miệng ở loại trường hợp này, đầu bị lừa đá hỏng sao. Tên tiên vương này lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Thiếu chủ nhà ta nói, thanh đao gãy này hắn muốn, ai cũng không thể động, nếu không, chờ thiếu chủ nhà ta trở lại, ai lấy đi đao này, thiếu chủ nhà ta tìm hắn lấy. T, khẩu khí này thật lớn, thiếu chủ nhà ngươi là cái dễ hành nào. Ngay cả người cường thế giống như nhạc thừa vọng cũng nhịn không được có loại xúc động đánh người, dựa vào, thế mà còn phách lối hơn hắn. Đoạt uy phong của hắn, thiếu chủ nhà ta, tên tiên vương kia ung dung nói, vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Chính là tân khí hổ tân đại nhân, một câu ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tân khí hổ là ai? Vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, mặc dù bị vây ở tứ bộ đã rất nhiều năm, nhưng tin tưởng chiến lực của hắn chỉ ít cũng là ngũ bộ, mà lão tử của hắn càng là thất bộ thiên tôn, thuộc về tồn tại bất tử bất diệt. Coi như không nói lão tử hắn, chỉ nói hắn, trên đời này lại có mấy người chọc nổi. Cho nên, nghe được danh tiếng của tân khí hổ, tất cả mọi người trầm mặc ngay cả nhà thừa vọng cũng ngậm miệng. Không có cách, thực sự không sánh bằng, tên tiên vương kia mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chủ tử của mình chính là có lực uy hiếp như thế, cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, lại có ai dám không tuân hiệu lệnh. Lang hàn động, thạch bì trồng chất ở trên đao gãy bằng không thì ngay cả hắn cũng phải nhận ảnh hưởng nhất định, mà đó căn bản không thể dùng đến uy hiếp đối thủ, bởi vì đao sáng lên hắn cách gần nhất chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng lớn nhất rất tốt rất tự giác a à. tên tiên vương kia thấy lăng hàn chủ động đóng gói đao gãy không khỏi nhẹ gật đầu trên mặt tươi cười chỉ huy một tên thiên tôn làm cái này làm cái kia để hắn hiện lên cảm giác ưu việt không cách nào hình dung hắn không cần trở thành thiên tôn liền có thể hiệu lệnh thiên tôn quá sung sướng lăng hàn rất nhanh liền che lấp đao gãy dùng thạch bì bao trùm thật dày sau đó cầm lên hắn thử thu vào không gian dung khí nhưng còn không có thu vào đã làm không gian dung khí sụp đổ hắn lắc đầu xem ra chỉ có thể cầm như thế còn không mau lấy tới tên tiên vương kia thấy lăng hàn lề mà lề mề không khỏi nghiêm nghị quát lăng hàn nhìn hắn một cái sải bước đi qua đám người thấy vậy đều lắc đầu ai mạnh như lăng hàn cũng chỉ có phần cúi đầu tân khí hổ quá cường đại uy thế này chật chật ngay cả một tên thủ hạ của hắn cũng có thể uy phong bá đạo như vậy chương 3229, yếu kém một vòng một. Thấy lăng hàn tới, tên tiên vương kia không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thiên tôn, phi, lăng hàn đã đến gần, tên tiên vương kia một cách tự nhiên đưa tay ra, muốn tiếp nhận đau gãy. Ba, lăng hàn xuất thủ, một bàn tay rút tới. Chỉ thấy tiên vương kia cặp mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lăng hàn sẽ dám ra tay với hắn, nhưng thiên tôn xuất thủ hắn lại há có tư cách chống cự, căn bản ngay cả tay cũng không có ra. Ba, hắn liền bị đánh phát nổ, hóa thành một chùm huyết vũ. Lăng Hàn rất tùy ý phủi phủi tay, giống như vung vết bẩn. Không ít người đều há to miệng, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là tôi tớ của tân khí hổ A, mặc dù thực lực bản thân không đáng giá nhắc tới, nhưng giết hắn chẳng khác gì là đang đánh mặt tân khí hổ, vấn đề này liền lớn. Nhưng cũng không ít người biểu thị thống khoái, tiên vương nho nhỏ cũng dám uy hiếp thiên tôn, giết tốt. Lăng Hàn quay người rời đi, đã giết thì giết, cần để ở trong lòng sao tân khí hổ nha, hắn sớm muộn sẽ cùng đối phương chiến một trận. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, có người bội phục, có người thì lộ ra cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác, có ít người thì sát khí dương động, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Lăng Hàn cùng Lăng Hy, Phù Thiên Hành đi tìm hổ nữ cùng nữ hoàng, sau khi tụ hợp, bọn hắn quyết định về căn cứ. Bọn hắn ở chỗ này cũng chờ đợi hơn 900 năm, nguyên thạch có giá trị đã mở không sai biệt lắm, mà trải qua lần so đấu này, đoán chừng Lăng Hàn sẽ trở thành khách nhân không được hoan nghênh nhất của từng nguyên thạch phường, muốn âm thầm phát tài đã không thể nào. Cho nên, đợi ở chỗ này ý nghĩa không lớn, lại nói, Lăng Hàn cũng muốn để được Chu Hằng hỗ trợ nhìn thanh đao gãy này một chút, có thể nghĩ biện pháp để người sử dụng không có ảnh hưởng hay không, như vậy đao gãy ý nghĩa liền lớn. Bọn hắn xuất phát, ra Trung Thiên Thành, quay lại căn cứ. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn không thể dễ dàng rời đi như thế. Ra khỏi thành không lâu, liền gặp một người ngồi ở phía xa. Nơi này không có bất kỳ thực vật gì, bởi vậy cũng không cách nào cố định thổ địa, bùn cát bay lên, giống như sa mạc. Ở nơi như thế này, bày biện một cái ghế ngồi, ngoại trừ cố ý trang bức, còn có ý nghĩa khác sao? Người trang bức này chính là nhạc thừa vọng, lăng hàn, không có đạt được bản thiếu cho phép, người cho rằng có thể dễ dàng rời đi như vậy. Hắn dùng ngữ khí khinh thường nói, ánh mắt lăng hàn quét qua, những chó săn kia của người đâu, để bọn hắn ra đi lăng hàn có người lập tức quát từ trong cát vàng cuồn cuộn đi ra tử viêm thiên tôn hắn chỉ là một thành viên trong liên minh của nhạc gia là đồng minh không phải thuộc hạ của ai đường đường thiên tôn càng là tứ bộ làm sao có thể ở dưới người hắn sẽ bị nhạc thừa vọng giật dây xuất thủ tự nhiên là vì bảo vật trên người lăng hàn thanh đao gấy tuyệt thế đại dược còn có thiên tôn ký hiệu kia đều quá hấp dẫn người hỏa từ miệng ra đây là một câu chuyện xưa ngậm lấy chân lý nhưng luôn có người ăn không đủ đau khổ tứ diện thiên tôn cũng từ trong cát vàng đi ra hiện tại mặt mũi hắn tràn đầy khổ buồn không có gì để nói nhiều giết thái bắc thiên tôn cũng xuất hiện hắn ở sau lưng lăng hàn phong tỏa đường lui ngày đó thời điểm hắn đi gặp lăng hàn mặt mũi tràn đầy hòa khí để cho người ta cảm thấy rất dễ ở chung nhưng bây giờ lại mặt mũi tràn đầy sát khí để cho người ta không rét mà run lục nhâm thiên tôn thương không thiên tôn cũng xuất hiện ở hai bên trái phải đồng dạng sát khí nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, lại có năm tên tứ bộ thiên tôn muốn liên thủ vây đánh Lăng Hàn. Lăng Hàn không quan tâm, quay đầu nói, các người trước đi tránh một chút, ta giải quyết mấy rác rưởi này lại nói. Đám người nữ hoàng đều gật đầu, nhao nhao tiến vào tiên khách cư. Thật cuồng, tứ diện thiên tôn nói, mặt mũi hắn tràn đầy giận dữ, hiển nhiên hoán đổi biểu lộ. Lại yêu nghiệt thế nào, cũng chỉ là nhị bộ mà thôi. Thái Bắc Thiên Tôn khinh thường nói xin chư vị đại nhân đồng loạt ra tay chân áp kẻ này nhạc thừa vọng gấp rút nói mặc dù hắn là con trai của lục bộ nhưng đối mặt tứ bộ cũng nhất định phải bảo trì tôn trọng tuyệt đối đến thiên tôn cấp đẳng cấp xâm nghiêm càng nặng cũng tốt miễn sinh hậu hoạn thương không thiên tôn vật gật đầu xuất thủ trước hắn ra tay lập tức kéo theo mấy tên thiên tôn khác ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay chân áp về phía lăng hàn oanh tứ bộ thiên tôn xuất thủ quá kinh khủng không gian nơi này vốn không ổn định đại địa lập tức vỡ nát, tạo thành cảnh tượng vô cùng đáng sợ, giống như toàn bộ vị diện muốn sụp đổ. Cái này ở viêm xương vị diện xuất thủ, tuyệt không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy, bởi vì lực lượng thiên địa sẽ tiến hành cân bằng cùng áp chế, bảo trì vị diện ổn định. Nhưng mà, vị diện này đã chết, nói là vị diện, chẳng bằng nói là một khối lục địa to lớn, không cách nào dựng dục ra bất kỳ sinh cơ, bởi vì bản thân vị diện này đã chết, nên không có bất kỳ sức sống. Lực phá hoại của Thiên Tôn ở chỗ này có thể không có tận cùng phóng đại, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, muốn chết, thân hình hắn khẽ động, đã xuất hiện ở trước mặt Thái Bắc Thiên Tôn, một quyền thẳng oanh. Không biết lượng sức, Thái Bắc Thiên Tôn cười lạnh, một kích duy trì thế công lúc đầu không thay đổi. Bành, Thái Bắc Thiên Tôn lập tức bị đánh bay, thế mà không phải đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn từ lỗ hổng này xông ra, đuổi theo Thái Bắc Thiên Tôn. Bành bành bành, hắn một quyền so với một quyền nhanh, lực lượng vị diện vô cùng vô tận trong cơ thể bắn ra, trên xương sọ dương động lên lít nha lít nhít ký hiệu, sen lẫn liên miên, nổ quyền vung vẩy, hắn đã triển khai toàn bộ chiến lực. Lần này hắn vận chuyển là tổ hợp ký hiệu cấp 9, ra chỉ 44 lần lực lượng, để chiến lực của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Không được, Thái Bắc Thiên Tôn không khỏi ngạc nhiên, mặc dù Lăng Hàn vận chuyển chỉ là ký hiệu cấp 9, hắn thậm chí có được mấy cái trong đó, ra chỉ lực lượng bất quá gấp 4-5 lần, nhưng ở trong tay Lăng Hàn lại là hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ký hiệu tổ hợp, hắn kinh hô, mấy chục ký hiệu cấp 9 chồng chất lên nhau, cái hiệu quả này đạt đến cấp 5, vượt ra bất luận ký hiệu cao dai nào hắn nắm giữ. Hắn ra sức ngăn cản, nhưng căn bản đánh không lại Lăng Hàn, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Trường 3230, yếu kém một vòng, hai. Hắn lui, Lăng Hàn đuổi theo đánh, mà đám người thương không thiên tôn thì lạc hậu mới tức, làm sao cũng đuổi không kịp. Cái này quá dọa người, rõ ràng là ngũ đại cường giả vây công lăng hàn bây giờ lại cưỡng ép biến thành một đối một mà một đối một kết quả chính là thái bắc thiên tôn không địch lại bốn người thương không thiên tôn đều vừa vội vừa sợ cái này thật muốn bị lăng hàn trước tiên thu thập thái bắc thiên tôn như vậy tương đương với kích phá vòng vây của bọn hắn cũng ý nghĩa lăng hàn còn có thể tiêu diệt bọn hắn từng bộ phận cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn cản lăng hàn nếu không cái này đối với lòng tin của bọn hắn sẽ tạo thành tính đả kích hủy diệt Thái Bắc Thiên Tôn tự nhiên cũng biết điểm ấy, hơn nữa hắn bị cuốn vào trung tâm phong bạo, cũng không có không gian cho hắn lùi bước, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Bang, 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 nhưng lực bộc phát của Lăng Hàn quá kinh khủng, nguyên bản lực lượng liền không kém hắn, hiện tại lại thêm 44 lần, lấy Thiên Tôn bảo thuật tự thân tu ra thúc dục, cái lực đả kích này thật là làm cho hắn kêu trời không thấu. Chỉ là nhị bộ, tại sao có thể mạnh như vậy? Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, nhưng bị hắn cưỡng ép chịu đựng không có từ trong cổ phun ra ngoài. Mà sắc mặt của hắn liền càng thêm thú vị, một hồi đỏ, một hồi bạch, so với tứ diện thiên tôn còn muốn nhanh thay đổi. Tạp, 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 xương cốt vang rền không ngừng truyền đến, dù thân thể của Thái Bắc thiên tôn được lực lượng bản nguyên rèn luyện qua, nhưng ở trong đối oanh kịch liệt, vẫn xuất hiện vỡ tan. Hắn vội vàng lấy ra một gốc đại dược màu xanh, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cắn xuống một chiếc lá ăn vào. Ở trong đại chiến, làm sao có thời giờ cho hắn đi chậm rãi khôi phục chỉ có thể tiêu hao hết một mảnh lá cây của đại dược chân quý. Hiệu quả dựng xào thấy bóng, xương hắn khép lại, thậm chí trong thời gian ngắn còn có xu thế trở nên mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là đại dược chữa thương màu xanh, nếu lục sắc, hoàng sắc, vậy khẳng định càng thêm như bức. Dám ăn bảo dược của ta, nhanh phun ra cho ta. Lăng Hàn giận dữ, nộ quyền vung vẩy gấp hơn, Thái Bắc Thiên Tôn đầu tiên là sướng sờ, ta ăn đại dược của mình liên quan gì đến ngươi. Nhưng hắn lập tức liền tỉnh ngộ, nguyên lai Lăng Hàn đã coi hắn trở thành người chết, như vậy đồ trên người hắn tự nhiên đều là của Lăng Hàn. Vậy hắn không phải đang ăn đại dược của Lăng Hàn sao? Ghê tởm, quá ghê tởm, hắn ngao ngao gọi, từ khi trở thành thiên tôn, hắn còn không có thất thố như vậy, nhưng bây giờ lại bị Lăng Hàn chọc điên. Chỉ là coi như hắn tức giận như thế, cũng chỉ có không ngừng lùi lại. Hắn muốn cùng đám người thương không thiên tôn tụ hợp cỡ nào, từ đó hợp lực lượng 5 người trấn áp Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ nhìn chằm chằm hắn dồn sức đánh, để hắn chỉ có không ngừng bị đánh bay, rõ ràng đám người thương không thiên tôn ngay ở nơi không xa, nhưng đoạn khoảng cách này bây giờ lại thành chỉ xích thiên nhai. Thái Bắc Thiên Tôn cũng hung ác, cùng lắm thì hắn ăn toàn bộ gốc đại dược này, cũng không tin sống không qua bộc phát kỳ của Lăng Hàn. Thiên Tôn ký hiệu phóng năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể một canh giờ, mặc kệ ngươi là đơn nhất ký hiệu hay tổ hợp ký hiệu. Đến lúc đó, chưa nói có đám người thương không thiên tôn liên thủ, chỉ mình hắn cũng không cần e ngại Lăng Hàn. Chỉ là lực lượng của Lăng Hàn quá bá đạo, không lâu lắm, Thái Bắc Thiên Tôn không thể không lại cắn xuống một chiếc lá, xương cánh tay của hắn đã bị đánh gãy, không thể không dùng thuốc. Lăng Hàn nhất cỗ tác khí, nắm đấm của hắn càng oanh càng nhanh. Thái Bắc Thiên Tôn chỉ có thể không ngừng uống thuốc, hắn nhất định phải chống qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Đại dược trong tay Thái Bắc Thiên Tôn càng ngày càng ít. Một gốc này có bảy mảnh lá cây, đã bị hắn ăn tinh quang, hiện tại cũng đã gặm cành cây, mặc dù dược hiệu không kém lá cây chút nào, nhưng nhiều lắm cũng chỉ ăn được 7, 8 lần mà thôi. Thái Bắc Thiên Tôn không khỏi dâng lên một cỗ hoài nghi, hắn thực sự có thể chống đến lúc bộc phát kỳ của Lăng Hàn kết thúc sao? Nhất định có thể, cái tâm tình tiêu cực này vừa mới dâng lên, hắn liền lập tức ném qua sau ót. Có thể trở thành Thiên Tôn, sao ngay cả chút tính bền dẻo ấy cũng không có? Ngoại trừ giống như tân khí hổ loại vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, con đường thiên tôn của ai không phải tràn đầy long đong, bụi gai, nếu không có tính bền dẻo, hắn sớm đã chết ở trên đường rồi hắn cực lực kiên trì không ngừng nuốt đại dược một bên thì đang tính toán thời gian nửa canh giờ ba phần tư canh giờ một canh giờ hắn lộ ra nét mừng đại dược trong tay hắn còn có thể miễn cưỡng sử dụng một lần nhưng bộc phát kỳ của lăng hàn đã kết thúc ha 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 tiểu tử nên đến ngươi đám người tử viêm thiên tôn cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh tràn ngập sát khí lăng hàn đã là nỏ mạnh hết đà tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn bạo đánh tên tiểu tử này Lăng Hàn không chút hoang mang, oanh, trong cơ thể hắn phun trào ra lực lượng càng thêm kinh người, để chiến lực của hắn nâng cao một bước. Cái gì, lại là tổ hợp ký hiệu, Thái Bắc Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người, xương đầu, xương chậu, cẳng tay, xương đùi của Lăng Hàn đều có một ký hiệu phát sáng, đây nhất định là tổ hợp ký hiệu. Hắn thật có xúc động thổ huyết, hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thiên Tôn ký hiệu vô cùng chân quý, ngoại trừ bảy ký hiệu truyền thế, muốn có được một viên cũng khó như lên trời. Ký hiệu đơn nhất cũng như thế, Huống chi là tổ hợp ký hiệu. Nhưng mà, Lăng Hàn chẳng những có tổ hợp ký hiệu, hơn nữa không chỉ một tổ. Cái này có thể không cho hắn thổ huyết, để hắn tuyệt vọng sao? Còn kiên trì thế nào, tính bền dẻo của Thái Bắc Thiên Tôn là vô cùng ương ngạnh, nhưng đại dược trong tay đã hao hết, thật giống như không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm, để hắn làm sao rông dài. Hắn ăn vào một ngụm đại dược cuối cùng, thét dài một tiếng, tuyệt địa phản kích. Đường đường tứ bộ Thiên Tôn, đương nhiên không thiếu quả quyết đã không có đường lui, vậy hắn liền giết ra một con đường sống. Hắn cường thế đột tiến, phản thủ làm công, chỉ có bước lui lăng hàn, ít nhất cũng phải để đối phương thoáng ngừng tiến công, hắn mới có thể đạt được cơ hội cùng đám người thương không thiên tôn tụ hợp. Vì sống, hắn liều mạng, biểu lộ của lăng hàn lạnh lùng, hắn làm sao sẽ thả hổ về rừng. Giết, chương 3231, toàn bộ xử lý. Hắn tiếp tục vung vẩy nộ quyền, tứ tượng phù bắn ra lực lượng kinh thiên, để hắn một quyền liền đánh bay Thái Bắc Thiên Tôn ra thật xa, dưới chân căn bản không ngừng nghỉ. Bang, 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 Thái Bắc Thiên Tôn thực sự tuyệt vọng, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình đều đang sôi trào, muốn nổ tung. Thiên Tôn thể cường hoành cỡ nào, kia là lấy lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện, so với tiên kim không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, từng bước một tiến quân về phía Thiên Tôn bảo khí. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lăng Hàn đánh nổ, hắn biệt khuất, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi bại thế hắn khó thoát khỏi cái chết trong mắt lang hàn lóe lên hàn mang bành hắn đấm ra một quyền trực tiếp từ trong trán thái bắc thiên tôn đánh qua thức hải của thiên tôn này bị oanh bạo dù thiên tôn lại như thế nào thức hải bị oanh phá cái kia chính là một con đường chết trừ khi sớm tuôn thần hồn ra thái bắc thiên tôn vẫn lạc trong lúc nhất thời bốn người tử viêm thiên tôn ai cũng dừng chân lại thái bắc thiên tôn là cùng bọn hắn nổi danh thực lực cũng không tranh lệch bọn hắn hoặc là kề vai chiến đấu, hoặc lẫn nhau giao đấu đã rất nhiều kỷ nguyên, nhưng bây giờ, Thái Bắc Thiên Tôn lại bị oanh sát ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn ngay cả thi cứu cũng không kịp. Cái này khiến toàn thân bọn hắn phát lạnh, có một loại rung động phát ra từ sâu trong linh hồn. Kết cục của mình, có thể cũng như thế hay không? Nhưng Thiên Tôn tuyệt sẽ không yếu ớt như vậy, bốn người lập tức cháy lên đấu trí, tiếp tục giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lại không tránh không né, nhìn bốn người đánh tới. Tiểu tử này đang tìm chết sao? Mặc dù bốn người Tử Viêm Thiên Tôn không hiểu, lại hoàn toàn không quan tâm, bọn hắn muốn là lăng Hàn chết, giết giết giết. Ngay thời khắc bọn hắn tập đến, chỉ thấy lăng Hàn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn giương tay phải lên, đồ vật phóng trên người lập tức bị hắn vung xuống, thạch bì bay tán loạn, hiện ra một thanh đao gãy. Ông, lập tức, sát khí đáng sợ tràn ra khắp nơi. Cái gì? Hỏng bét, bốn người Tử Viêm Thiên Tôn đều kinh hãi, dưới cỗ sát khí kia xung kích, sức chiến đấu của bọn họ lập tức thẳng tắp rơi xuống, nhất định phải tốn hao tâm lực to lớn đi đối kháng, nếu không bọn hắn có khả năng đứng cũng đứng không vững. Lang Hàn cười hắc hắc, giết ra, hắn ném ra thanh đao gãy này, tự nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, hơn nữa trong cơ thể hắn có ức vạn lực lượng vị diệt, năng lực chống cự khí thế chèn ép vô cùng cường đại, trước đó thời điểm mở đá hắn liền phát hiện điểm ấy, chẳng qua là ban đầu hắn cố ý ngụy trang, không có lộ ra ngoài mà thôi. Trước đó hắn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn lộ ra thực lực của mình, không nghĩ tới bây giờ lại thành đào hố cho tứ đại thiên tôn. Banh, hắn một quyền nện bạo đầu lục nhâm thiên tôn, thời khắc trở lại, một cái lên gối đánh tử viêm thiên tôn tan sọ não, cưỡng ép vỡ vụn thức hải của đối phương. Cái này vẫn chưa hết, hắn thu tay, thu chân lại, sau đó đồng thời đá ra ngoài. Banh, banh, tứ diện thiên tôn, thương không thiên tôn cũng bị oanh bạo đầu. Không phải lăng hàn muốn làm cho chàng diện máu tanh như vậy, nhưng không có cách nào, thiên tôn chỉ có đánh nổ thức hải mới có thể giết chết. Xoát, hắn lại dùng thạch bì bao lấy đao gãy, mặc dù hắn đối với sát khí của thanh đao gãy này có lực chống cự rất mạnh, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng, chỉ là so với tứ bộ phổ thông thì khiêng lâu hơn mà thôi. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, thả đao, giết người, kết thúc công việc, một mạch mà thành, khi hắn hoàn thành hết thảy, nhạc thừa vọng mới chấn kinh đến từ trong ghế đứng dậy, thịt trên mặt đang nhảy nhót. Thiên tôn, dù gặp được vị diện hủy diệt cũng ung dung không vội, nhưng một màn trước mắt quá rung động, năm tên tứ bộ thiên tôn cơ hồ là trong nháy mắt bị tàn sát sạch sẽ, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Làm sao có thể không thất sắc, Lăng Hàn nhìn về phía nhạc thừa vọng, không nói một lời. Nhạc thừa vọng khống chế không nổi, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trên trán có mồ hôi lăn xuống. Hắn cảm thấy áp lực tử vong, mà ở dưới Lăng Hàn nhìn gần, hắn không dám động đậy một khối cơ bắp, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào Lăng Hàn lôi đỉnh thống kích, hạ tràng của ngũ đại thiên tôn kia chính là kết cục của hắn. Lăng Hàn, cha ta chính là lục bộ thiên tôn, người bây giờ dừng cương trước bờ vực còn kịp. Hắn nhìn Lăng Hàn cảnh cáo nói, thời điểm nói ra câu này, hắn thật sự là xấu hổ giận dữ đến muốn tự sát. Hắn dù sao cũng là tam bộ thiên tôn A, đặt ở trung đẳng vị diện chính là tồn tại vô địch, dù ở viêm xương vị diện cũng là cường giả đứng đầu. Thế nhưng mà, hắn lại bị bức khiêng ra danh hào phụ thân dọa người, vì mình thắng được một con đường sống đáng xấu hổ quá xấu hổ lăng hàn đi về phía nhạc thừa vọng một bên tùy ý nói tốt tha cầu mệnh của ngươi cũng không có gì trong lòng nhạc thừa vọng buông lỏng mặc dù bị lăng hàn ví von là chó để hắn cực kỳ khó chịu nhưng hắn nhất niệm chưa tất chỉ thấy thiết quyền của lăng hàn đã đánh tới bành đầu hắn bị oanh bạo vì cái gì tàn hồn còn không có tan hết của nhạc thừa vọng phát ra thanh âm không cam lòng lăng hàn không phải đáp ứng không giết hắn sao đùa ngươi chơi thôi không cần coi là thật Lăng Hàn từ tốn nói, tàn hồn của nhạc thừa vọng phát ra tiếng kêu thê lương, mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể quy về thiên địa. Nếu như hắn còn chưa chết, cũng phải bị Lăng Hàn làm tức chết. Lăng Hàn đứng ở trên bầu trời, liếc nhìn bốn phía. Nơi này cát vàng đầy trời, hơn nữa thiên địa vô cùng đặc thù, để thị lực của thiên tôn cũng không thể nhìn quá xa. Hắn quét một vòng nói, yêu ma quỷ quái nghe đây, ta lại ở chỗ này dừng lại 10 ngày, ai muốn xuất thủ, ta đều phụng bồi. Nói xong, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống cái này thật là khí phách nơi xa thân ảnh thiên tôn ẩn hiện đám người nhạc thừa vọng hứng thú với bảo vật trên người lăng hàn chẳng lẽ người khác liền sẽ tâm như chỉ thủy đương nhiên không thể nào đám người nhạc thừa vọng chỉ là xuất thủ trước mà thôi những người khác thì đang quan sát nhất định sẽ nhắc lên một trận đại chiến nhưng mà không ai từng nghĩ tới lăng hàn cùng đám người nhạc thừa vọng chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy hơn nữa là lấy lăng hàn nghiền ép toàn thắng Cơ hồ không thương tổn một phân một hào. Chương 3232, không thành kế. Đối mặt đối thủ khủng bố như vậy, ai dám nhảy ra làm chim đầu đàn? Nhưng mà, chỉ có Lăng Hàn biết, hắn đây là không thể không làm. Bởi vì hắn có một loại năng lực đặc thù, ở sau khi giết chết thiên tôn sẽ hấp thu sinh mệnh tinh khí của đối phương. Mà vừa rồi hắn một hơi giết 6 tên thiên tôn, trong đó càng có 5 tên đạt đến tứ bộ. Những sinh mạng tinh khí này lập tức tràn vào trong cơ thể hắn đơn giản để hắn no bạo. Lực lượng vị diện vô tận phảng phất như ma bàn, nghiền nát những sinh mệnh tinh khí này, hóa thành năng lượng hắn có thể hấp thu, lấy tốc độ đáng sợ tăng lên tu vi của hắn, nhưng một phương diện khác, cỗ lực lượng này cũng quá đáng sợ, xung kích đến hắn vô cùng khó chịu. Phải biết, mặc dù hắn miểu sát những đối thủ này, nhưng có quan hệ mưu lợi, luận chiến lược chân thực, đám người Thái Bắc, tử viêm thiên tôn cũng không kém hắn bao nhiêu, chỉ là hắn nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng thêm nhiều bức mà thôi, lại thêm đau gãy trợ giúp, để hắn sáng tạo ra một kỳ tích. Nhưng những thiên tôn này phát nổ, sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, lại làm hắn căng phồng như muốn bạo tạc, vô cùng khó chịu, không thể không lấy toàn bộ lực lượng tiến hành chân áp. Hắn cưỡng ép đè xuống khó chịu, nếu hiện tại hắn hơi lộ vẻ thống khổ, như vậy nói không chừng liền có người to gan lớn mật xuất thủ, như vậy lập tức có thể thăm dò ra hư thực của hắn. Mặc dù hắn còn có nữ hoàng cùng hổ nữ trợ giúp, nhưng hai nữ chỉ có thực lực tam bộ, đối chiến tứ bộ khẳng định sẽ hỏng bét. Cho nên, Lăng Hàn không thể không mạo hiểm, cứ như vậy vô cùng bá khí ngồi xuống, ngược lại để cho người ta không mò ra sâu cạn cùng hư thực của hắn. Trong cơ thể hắn, Tu Vi đang tăng vọt, không hổ là tứ bộ, lực lượng quá cường đại, hóa thành năng lượng cũng dồi dào đến kinh người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng mà đi qua, rất nhanh, mười ngày đã đến. Lăng Hàn cũng không có đứng dậy, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp năng lượng của sáu tên thiên tôn, nhất là năm tên tứ bộ thiên tôn, thời gian 10 ngày cũng không có cách nào hoàn toàn hấp thu, để hắn y nguyên không thể đứng lên. Hắn tiếp tục ngồi như vậy luyện hóa năng lượng, lại làm cho đám thiên tôn có ý nghĩ khác. 10 ngày đã đến, vì cái gì hắn còn không có rời đi. Ngại uy phong không có đùa nghịch đủ, còn muốn tiếp tục uy hiếp chúng ta. Thật là một gia hỏa phách lối, có khả năng hắn kỳ thật xảy ra vấn đề hay không. Đây cũng không phải là không có khả năng, một hơi xử lý năm tên cường giả thực lực tương đương, Tuyệt đối không có khả năng không bỏ một chút xíu đại giới. T, lúc trước hắn là đang cố ý uy hiếp, thật ra là vì chữa thương sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nếu như đây là thật, như vậy bọn hắn có khả năng bỏ lỡ một tuyệt vời cơ hội. Có lẽ, hiện tại hắn vẫn không có khôi phục, ha ha, không bằng ngươi đi lên thăm dò một chút. Rất nhiều người đang suy đoán Lang Hàn có khả năng chưa khôi phục chiến lực, nhưng người nào dám thử? Không thấy kết quả của đám người Tử Viêm Thiên Tôn sao? Vạn nhất Lăng Hàn cố ý giả bộ, muốn dẫn xuất giết người, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Bởi vậy, mặc dù không ít người ngon nghe muốn động, người động lòng càng nhiều, nhưng tâm không đủ, có lẽ nếu chỉ là một người, hắn cắn răng liền lên. Nhưng bây giờ ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi, ai cũng không muốn làm áo cưới cho người khác, cứ như vậy tiêu hao. Cái này nhoáng một cái lại bảy ngày trôi qua, thân hình Lăng Hàn khẽ động, hắn đứng dậy. Hắn cuối cùng luyện hóa xong sinh mệnh tinh khí của tất cả thiên tôn, Chẳng những khôi phục chiến lực, hơn nữa bởi vì Tu Vi đạt đến nhị bộ hậu kỳ, chiến lực của hắn lại tăng lên một đoạn. Các ngươi, lang hàn quét một vòng, lắc đầu, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, trước đó ta xác thực đã mất đi chiến lực, nếu như ai xuất thủ, ta không thể đỡ. Tốt ha, à, nể tình các ngươi ngoan như vậy, ta liền tha các ngươi một lần. Hắn cười ha ha, nghênh ngang rời đi, cái này, quá phách lối rồi, tất cả mọi người là tức nổ tung, nguyên lai thực sự chúng lang hàn không thành kế người khỏe rồi thì đi a à, vì cái gì còn muốn châm chọc người ghê tởm quá ghê tởm nhưng mà trước đó bọn hắn không dám xuất thủ huống chi là hiện tại dưới ngũ bộ còn có ai có thể bắt được lăng hàn trừ khi là thiên kiêu như lâm u liên tân khí hổ tân khí hổ nhất định sẽ không bỏ qua cho lăng hàn không sai hắn giết hạ nhân của tân khí hổ mặc dù chỉ là một tiên vương nho nhỏ nhưng tân khí hổ là ai tuyệt không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được tất cả mọi người tự an ủi mình như thế dù sao lăng hàn nhất định phải chết bọn hắn cần gì phải xuất thủ lăng hàn quay lại căn cứ sau khi trở về hắn liền giao đao gãy cho chu hằng lâm tiêu dương cùng sở hảo đã đi tìm quạng mỏ mới chu hằng phán đoán cái này tuyệt không phải lục bộ bảo khí mà là thất bộ bởi vì hắn làm không được rất kinh người nơi này xuất hiện hai đồ vật cấp bậc thất bộ nhưng thất bộ vạn kiếp bất diệt bây giờ lại phát hiện một thất bộ chi thi còn có thất bộ pháp khí đứt gãy cuối cùng là ai ra tay trên lý luận mà nói thất bộ là có thể chết chu hằng nghĩ một lát mới nói nhưng không phải bị người giết chết mà là tự mình băng diệt thức hải như vậy cho dù nhục thân bất diệt cũng y nguyên chỉ còn lại có một bộ thể phách lang hàn gật đầu thất bộ không thể bị giết chết bởi vì thân thể quá mạnh mẽ không có bất kỳ lực lượng gì có thể xuyên thủng tự nhiên bất diệt nhưng tự sát lại là một chuyện khác nhưng mà thất bộ có lý do tự sát sao đây là mấu chốt thất bộ nào sẽ đi tự sát, tu luyện thu thành ngu ngốc rồi sao? Lăng Hàn nhìn Chu Hằng, Chu Hằng cũng nhìn hắn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra thất bộ tại sao phải tự sát. Vị diện này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều, khả năng ẩn giấu bí mật kinh thiên. Chu Hằng nói, xác thực, thiên tôn thạch cũng chỉ có vị diện này có, hơn nữa còn có thể dựng dục ra đại dược mà thiên tôn cũng có thể sử dụng, thậm chí là thiên tôn ký hiệu. Phải biết, thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, như vậy thiên địa làm sao có khả năng dựng dục ra thiên tôn ký hiệu đến giúp đỡ thiên tôn? Chương 3233, ký hiệu cấp 9 đủ. Trước đó một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì đây là thiên đại hảo sự, nhưng lúc phát hiện thất bộ chi thi, hết thảy đều trở nên quỷ dị. Hiện tại có một vấn đề, Lăng Hàn nói, vị diện này thật sự là một bộ phận của nguyên thế giới sao? Nơi này có thất bộ thiên tôn, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng chứng minh xuất hiện qua cường giả thất bộ nói rõ vị diện này cực kỳ cao cấp, thế nhưng mà, trong lịch sử lại có ghi chép của vị diện này sao? Muốn nói bị cuồng loạn thôn phệ, thật có lỗi, vậy một chút xíu cũng không thừa, tuyệt không phải như thế. Nhưng một vị diện cực kỳ cao cấp, lại có lực lượng gì có thể hủy nó? Thất bộ có thể làm được sao? Sương mù nồng nặc, để cho người ta khó hiểu, thế giới này quá lớn, lại có thiên tôn thạch ngăn cản thần thức, muốn hoàn toàn thăm dò một lần, cần thời gian quá dài quá dài. Chu Hằng cảm khái nói. Lăng Hàn gật đầu, ta dự định ra ngoài đi một chút, thăm dò vị diện này một chút. Cũng tốt, Chu Hằng gật đầu, chỉ bế quan là tu không tới thất bộ. Bất quá, Lăng Hàn vẫn trước bế quan một chút, nắm giữ hai thiên tôn ký hiệu mới, như vậy, số lượng ký hiệu hắn nắm giữ đã đạt đến 113 viên, chỉ lấy số lượng mà nói, đoán chừng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Sau đó còn phải tăng lên số lượng của thiên tôn ký hiệu, vậy thì cần hắn tự mình đi tìm thiên tôn thạch mỏ nguyên thạch phường nào sẽ còn hoan nghênh hắn nhìn xem nguyên thạch đại sư chân chính lại có cái nào sẽ xuất hiện ở trong nguyên thạch phường như hàng ngũ nghiêu bất quần bào phong vũ bọn hắn chỉ là mặt hàng nhị lưu trình độ nửa vời cũng chỉ là thử thời vận mà thôi không giống huyền lai đại sư người ta là thật có thể lấy ra bảo vật lăng hàn mang nữ hoàng cùng hổ nữ xuất phát lần này lăng hy cùng phù thiên hành không đi theo chủ yếu là phù thiên hành sắp tiến lên thiên tôn vị cho nên Lăng Hy phải bồi hắn đi từng vị diện một vòng, lấy lực lượng vị diện. Bởi vì trên đời nào có nhiều tiểu thế giới vừa mới hình thành có thể ngắt lấy như vậy, cho nên Phù Thiên Hành liền không có đi con đường của Lăng Hy, mà giống như Lăng Hàn, Nữ Hoàng, về phần có thể đột phá gông cùng xiềng xích, siêu việt Nữ Hoàng, tương đương Lăng Hàn hay không, vậy phải xem tạo hóa của Phù Thiên Hành. Ba người Lăng Hàn xuất phát, bọn hắn không có mục tiêu, chỉ là du lịch Đại Sơn, Bình Nguyên, từ đó tìm kiếm cơ duyên, càng muốn tìm lịch sử thất lạc vị diện này đến cùng hủy diệt như thế nào có khả năng quan hệ vô cùng trọng đại vừa đi lăng hàn một bên thả ra thần thức tìm kiếm khoáng mạch kỳ thật tìm mỏ dễ dàng mỗi một tên thiên tôn đều có thể làm đến bởi vì đặc tính của thiên tôn thạch chính là ngăn cách thần thức chỉ cần thả ra thần thức gặp được đại diện tích ngăn cản như vậy khẳng định có một thiên tôn khoáng mạch phát ngang ở phía trước hoặc là dưới chân thế nhưng mà tìm được khoáng mạch cùng tìm được khoáng mạch ưu tú lại là hoàn toàn khác biệt Nơi này khoáng mạch thực sự nhiều lắm, nhưng phần lớn đều vô dụng, bên trong tất cả đều là phế thạch. Bởi vậy, cái này cần Nguyên Thạch Đại sư tiến hành phán đoán, xem khoáng mạch này có giá trị khai thác hay không. Dù sao, loại chuyện khai thác mỏ mạch này, khí lực lớn cũng không có tác dụng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đào, vạn nhất bên trong có bảo, giống như đại dược, rất dễ dàng bị hư hao. Lăng Hàn càng thêm thuận tiện, thần thức quét qua liền có thể thấy rõ đồ vật trong mỏ quặng, chỉ là khoáng mạch càng lớn, hắn cần thời gian càng lâu thật giống như nguyên thạch căn bản là mở ra phế thạch, khoáng mạch cũng như thế, tuyệt đại bộ phận đều là bạch bản, thu hoạch cũng không có dễ dàng như này. Dòng dã 30 năm sau, Lăng Hàn rốt cục phát hiện một khoáng mạch cỡ nhỏ, bên trong có hàng. Tốc độ đào quáng của hắn nhanh đến kinh người, bởi vì biết nơi nào có đồ vật, chỗ nào không có đồ vật, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới, thi triển hết thiên tôn chi lực, bởi vậy, chỉ nửa năm mà thôi, khoáng mạch này liền bị hắn đào rỗng. Hắn đạt được 7 viên thiên tôn ký hiệu, ba cây đại dược, tiên kim vô số, sắp có thể nhồi đầy một cái không gian dung khí. Bảy thiên tôn ký hiệu hắn phân cho nữ hoàng cùng hổ nữ mỗi người một cái, ba người bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, trước hết để cho Lăng Hàn góp đủ 199 thiên tôn ký hiệu cấp 9, chỉ có gặp được trùng lập, hai nữ mới có thể cầm. Bởi vậy, hai cái này dĩ nhiên là Lăng Hàn đã có. Lại 60 năm, 80 năm đi qua, Lăng Hàn tìm được càng ngày càng nhiều, nhưng thu hoạch cũng càng ngày càng khó, mỗi thế lực đều mời chào hoặc bồi dưỡng được nguyên thạch đại sư của mình, tìm mỏ, đào quáng khắp thiên hạ, hiện tại khoáng mạch có giá trị là càng ngày càng ít. Ồ, Lăng Hàn lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, thế nào, phát hiện đồ vật, nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn cười gật đầu, thật đúng là có, đây là một khoáng mạch bị người vứt bỏ, Lăng Hàn chỉ là thử thời vận, kết quả phát hiện trong mỏ quạng này thật là có đồ vật. Chỉ là mạch mỏ này rất lớn, nhưng trong đó chỉ có ba thiên tôn ký hiệu, cái khác toàn bộ là phế thạch, khó trách bị người vứt bỏ, căn bản là lười khai thác. Không cần thiết lãng phí thời gian A, Lăng Hàn đào ra ba thiên tôn ký hiệu kia, luyện hóa, sau khi nắm giữ, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trong thức hải của hắn, 111 ký hiệu cùng nhau sinh huy, lẫn nhau cộng minh, để lực lượng vị diện của hắn bàng bạc phun trào, nhất là những lực lượng thu từ vị diện đê dai kia, tốc độ lớn mạnh nhanh đến kinh người. Đây là thiên tôn ký hiệu cấp 9 đã tể tụ, Lăng Hàn cười ha ha, có lẽ hắn là người đầu tiên trên thế gian gom góp nhiều tổ hợp ký hiệu như vậy. Sau khi Nữ hoàng Cùng Hổ nữ biết, tự nhiên mừng thay cho hắn, cũng cực kỳ hiếu kỳ. Cái này có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực? Lăng Hàn thử vận chuyển những ký hiệu này, lập tức, quanh người hắn phát sáng, tản mát ra một cỗ đại khí không cách nào hình dung. Hắn oanh ra một quyền, bành bành bành, không gian bạo nát, đại địa băng diệt, cuồng phong trên vị diện này bị mở ra, có năng lượng hư không vô tận tràn vào. Một quyền này của hắn uy lực thật đáng sợ, cũng là bởi vì vị diện này đã chết, không có lực lượng thiên địa áp chế, cân bằng, rất dễ dàng bị phá hư. Chương 3234, thâm nhập dưới đất. 222 lần, Lăng Hàn vui mừng nói, 111 viên thiên tôn ký hiệu, sau khi tổ hợp có thể tăng lên 222 lần chiến lực, nhìn như mỗi một viên ký hiệu chỉ để tăng gấp 2, cũng không kinh người, nhưng cần phải biết, những ký hiệu này vốn là không thể trồng lên. Hiện tại, ta tự tin nghiền ép hết thảy tứ bộ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hiện tại nếu như tái chiến đám người Thái Bắc Thiên Tôn, vậy hắn căn bản không cần tiêu diệt từng bộ phận, cũng không cần tế ra thanh đao gãy kia, chỉ cần chính diện cường công, có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Đây mới chỉ là ký hiệu cấp 9, nếu như ký hiệu cấp một toàn bộ tổ hợp, như vậy lại có thể tăng lên bao nhiêu lần chiến lực. Mà 999 thiên tôn ký hiệu toàn toàn tổ hợp, lại sẽ khủng bố như thế nào? Lăng Hàn Hiếu Kỳ, càng là chờ mong có thể bạo lực đến thân thể của ta cũng không thể thừa nhận hay không. Hắn nghĩ, đây cũng không phải là không có khả năng, tất cả thiên tôn ký hiệu tổ hợp, có lẽ có thể tăng lực lượng của hắn lên gấp một vạn lần, mười vạn lần thậm chí nhiều hơn, lực lượng to lớn như vậy thân thể của hắn không thể thừa nhận cũng rất bình thường. Tiếp tục đi tới, bọn hắn lần nữa tìm kiếm, nhưng sông núi trên mặt đất không sai biệt lắm đã bị từng thế lực thăm dò xong, hiện tại vẫn còn muốn tìm khoáng mạch, vậy thì phải xâm nhập lòng đất ba người lang hàn liền bước lên con đường như vậy bọn hắn thăm dò ở trong lòng đất rất nhiều năm sau thế mà tiến vào trong một huyệt động đây không phải tự nhiên hình thành mà do người móc ra vết tích còn rất mới lang hàn phán đoán có người ở trước mặt chúng ta hiện tại cạnh tranh cực kỳ kịch liệt mạch mỏ mặt đất đã bị chia cắt không sai biệt lắm còn sót lại mấy khoáng mạch cũng bị từng thế lực tranh đoạt đã dẫn phát đại chiến cái này nhất định máu chảy thành sông ngay cả thiên tôn cũng không thể siêu nhiên bởi vậy có chút thế lực liền bỏ ánh mắt vào lòng đất, có lẽ ở chỗ càng sâu đồng dạng sẽ có khoáng mạch. Chỉ là dưới mặt đất thực sự phát hiện có khoáng mạch, nhưng khai thác độ khó cao hơn nhiều lắm, bởi vì càng thâm nhập dưới đất, áp lực càng lớn, còn có nhiệt độ cao kinh khủng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải nhíu mày. Thật muốn như thế, cũng chỉ có thiên tôn tự thân lên trận. Đi đi đi, hổ nữ thúc giục nói, ba người đều không phải loại sợ phiền phức, mà khoáng mạch lại không có thuộc về ai, tuyệt không phải ngươi tới trước một bước chính là của ngươi, mà là nhìn thực lực. Ba người tiếp tục tiến lên, cái thông đạo này lớn kinh người, mà lúc tới được trình độ nhất định, nhiệt độ của nơi này đạt đến tình trạng khá cao. Không phải hỏa hệ quy tắc diễn hóa, cái này không ảnh hưởng được thiên tôn, thậm chí tiên vương tầng 9 cũng có thể tùy tiện đối kháng, thứ hai thiên địa nơi này đã sớm chết, làm sao có thể còn quy tắc tồn tại. Đây là 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới đang không ngừng va chạm, ma sát, mới sinh ra nhiệt độ cao như thế, mà loại nhiệt độ này tuyệt không phải quy tắc có thể chống lại, cho nên, tầng 9 tới đây cũng phải hô to không chịu nổi, xông vào chỉ có bị đốt thành cho bụi. Ba người lăng hàn tự nhiên không sợ, thực lực của bọn hắn quá cường đại, chỉ là hạt nguyên tử ma sát sinh ra nhiệt độ cao xa xa không đủ để bọn hắn kiêng kỵ. Bất quá xuống chút nữa, không chỉ nhiệt độ cao đốt người, còn có từng đóa từng đóa hỏa diễm phiêu động. Đây là hạt bản chất ma sát, va chạm càng kịch liệt, ngay cả ba người lăng hàn cũng không dám dính vào, hoặc phung quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc tế ra thiên tôn bảo khí, đánh bay, đả diệt những ngọn lửa này. Nhất bộ, gặp được dạng hỏa diễm này chỉ có phần tránh lui. Lăng Hàn nói, nhất bộ chỉ nắm giữ lực lượng đặc thù của vị diện nào đó, nhưng chạy đến nơi đây, so với tầng 9 cũng không mạnh đến đâu, bởi vì nơi này chính là tử địa, căn bản không có lực lượng, quy tắc đặc thù có thể rút ra. Khi lực lượng trong thân thể hao hết, như vậy chiến lực sẽ kịch liệt rơi xuống. Nơi này có tảng đá, còn có thủy tinh kỳ lạ, nhưng không có giá trị tu luyện gì, Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, cho rằng đây chỉ là kết quả sau khi bị lực lượng bản nguyên rèn luyện. Người phía trước cách bọn hắn không biết bao nhiêu, mặc dù tốc độ của ba người Lăng Hàn rất nhanh, nhưng hơn 10 ngày đi qua, bọn hắn vẫn không có đuổi tới, mà bọn hắn đã thâm nhập dưới đất không biết bao xa. Đây là một vị diện chết đi, không có khả năng ẩn chứa không gian kỳ dị, độ dày bầy ở chỗ kia. À. Nhiều lắm là 7 ngày, chúng ta có thể đạt tới địa tâm. Lăng Hàn phỏng đoán trong vị diện chân chính, có hạch tâm tồn tại, cái kia có giá trị rất cao, nhưng nơi này có sao? Hẳn là đã sớm hủy diệt, nữ hoàng nói, dù sao vị diện này đã sớm chết rồi, mà hạch tâm là động lực nguyên của vị diện, như trái tim của nhân loại, hẳn sớm đã đình chỉ vận chuyển. Có lẽ còn có tàn phiến còn lại, hổ nữ nói, vỗ vỗ hai tay, chúng ta nhanh đi đoạt A, cho dù là hạch tâm của vị diện chết đi cũng có giá trị cực cao, nhất là vị diện này đã từng cực kỳ cao cấp, giá trị hẳn không cách nào đánh giá. Lăng Hàn gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên, bọn hắn tăng thêm tốc độ, toàn lực đi tới. Lại hơn 5 ngày đi qua, bọn hắn rốt cuộc cảm ứng được phía trước có khí thức sinh linh. Nơi này ngoại trừ kẻ ngoại lai, không có khả năng có thổ dân tồn tại. Đuổi kịp, ba người bọn họ nhìn nhau, mà bọn hắn cũng lập tức phát hiện, người phía trước cũng dừng bước, bất động. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện bọn hắn, tới rồi, Lăng Hàn đi ở phía trước, lại đi một hồi, quả nhiên, phía trước xuất hiện bảy người. Bảy người này nhìn qua tuổi tác khác nhau, có nam có nữ, nhưng mỗi một cái đều tản mát ra khí tức đặc hữu của cường giả. Tất cả đều là thiên tôn, thấp nhất là nhất bộ, cao nhất hẳn là tứ bộ, dù sao Lăng Hàn chỉ là nhị bộ, có thể địch nổi tứ bộ cũng không đại biểu hắn có thể nhìn thấu nội tình của tứ bộ. Cút, bảy người đối diện cũng nhìn thấy ba người Lăng Hàn, khi phát hiện trong bọn họ mạnh nhất chỉ là tam bộ một người trẻ tuổi áo xanh lập tức lạnh lùng trách mắng. Bất quá tam bộ mà thôi, thế mà dọa bọn hắn nhảy một cái. Tiểu hồ, chú ý ngôn từ, một lão giả áo đỏ khiển trách, hắn cười ha ha. Trường 3235, đá giỏ đường một Ba vị chớ có để ở trong lòng, tiểu tử này tiến lên thiên tôn vị không bao lâu, cực kỳ tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Không sao, Lăng Hàn cười nói, hắn nhìn người trẻ tuổi áo xanh kia một chút, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đánh ra hỏa này một trận, lão giả áo đỏ lại nói: sắp tiếp cận địa tâm, mọi người không ngại cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. theo người khác, đây thật là thiên đại hảo sự, một vị cường giả ít nhất là tứ bộ tha thiết mời, đây không phải nhiều một hộ thân phù sao? lang hàn cũng cười, mặc dù cái này là một vị diện chết đi, nhưng dù sao đã từng là cực kỳ cao cấp, hạch tâm của vị diện có khả năng còn có uy lực lớn lao, cực kỳ nguy hiểm. phải, cho nên ba người các ngươi càng cần hợp tác với bản tôn lão giả áo đỏ cười nói lang hàn lắc đầu tại hạ làm sao biết tiền bối là thật muốn bảo hộ chúng ta hay muốn cầm chúng ta làm đá ném đường đi dò xét nguy hiểm phía trước lão giả áo đỏ sững sờ sau đó cười ha ha tiểu tử ngươi rất thông minh a à. tiền bối quá khen lang hàn lộ ra cực kỳ khiêm tốn bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại biểu lộ của lão giả áo đỏ trở nên lành lạnh ngươi đã có giác ngộ như vậy vậy bản tôn cũng lười nhiều lời ngoan ngoãn dò đường ở phía trước đi nếu tại hạ nói không thì sao lăng hàn nói vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết câu này không phải lão giả áo đỏ nói mà là một nữ tử áo tím nàng cực kỳ tịnh lệ nhưng so với nữ hoàng cùng hổ nữ lại kém quá nhiều hiện tại thế đạo này chết mấy thiên tôn không đáng kể chút nào a à? một tráng hán cũng ung dung nói giống như đang nhắc nhở lại như đang uy hiếp lăng hàn cười ha ha một tiếng các ngươi không sợ ta có cha là lục bộ thất bộ sao Người có sao, nữ tử áo tím khinh thường, thần sắc lộ ra rất cay nghiệt. Lăng Hàn lắc đầu, không có, bất quá ra ra ta, ra ra ngươi lại như thế nào? Tráng hán hỏi, thần sắc có chút thận trọng, nếu như Lăng Hàn thật có một ra ra là lục bộ, thất bộ, như vậy bọn hắn thật phải thận trọng ứng đối, muốn giết cũng phải giết lặng yên không một tiếng động, tuyệt không thể để lộ tin tức. Hi hi, ra ra hắn không phải lục bộ thất bộ, hơn nữa sớm quy thiên. Hổ nữ cười nói, dựa vào, người đùa nghịch chúng ta có phải hay không? Không đợi bảy người kia phát tác, nữ hoàng cũng nổi tính vui đùa nói. Nhưng sư tôn của chúng ta, sư tôn thì thế nào? Là tam bộ A, à, lang hàn cười nói, bảy người kia hai mặt nhìn nhau, ai cũng giận tím mặt, các người cũng quá khoa trương đi, đến lúc này còn dám ăn nói lung tung, trêu chọc bọn hắn. Rượu mời không uống, tráng hắn kia đi ra, hắn là tam bộ, tự tin một người liền có thể trấn áp đám người lăng hàn. Ta tới, nữ hoàng đi ra. Nữ đến, hổ nữ cũng vội vàng nhảy ra, nàng cái gì đều muốn tranh với nữ hoàng. Các ngươi cùng lên đi, tráng hán thờ ơ nói, hắn là tam bộ, mà đối diện lại là một tam bộ, một nhị bộ, trên thực tế, kém một cảnh giới, nhị bộ không thành số lượng, ở trước mặt tam bộ chính là cặn bã. Bởi vậy, hắn nhìn như một đối hai, kỳ thật chỉ là một đối một. Người quái dị, đây chính là người nói. Hổ nữ nói, ra tay đi, tráng hán thản nhiên nói, lộ ra cực kỳ nắm chắc hắn sở dĩ sẽ nói nhảm nhiều như vậy cái này tự nhiên là bởi vì hổ nữ cùng nữ hoàng lớn lên quá đẹp dù hắn không hề động tâm tư phương diện kia nhưng mỹ nữ như vậy thưởng thức nhiều chút cũng làm cho người dễ chịu đánh hắn hổ nữ quay đầu nói với nữ hoàng nữ hoàng gật đầu mặc dù các nàng thường xuyên tranh đấu nhưng vừa gặp ngoại địch dĩ nhiên là liên thủ một mực đối ngoại hiu hiu hai nữ đồng thời xông ra ngoài đánh tới tráng hán bành 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 chiến lực của hai nữ toàn bộ triển khai toàn thân dũng động quang mang, đại địa bốn phía nhao nhao chấn vỡ, từng mảnh từng mảnh đất sụp xuống, nhưng căn bản không sập xuống được, bị lực lượng của các nàng chấn động liền hóa thành bột mịn. Trên người các nàng đều có thiên tôn ký hiệu chấp động, để lực lượng tăng lên trên diện rộng. Nữ hoàng có một thiên tôn ký hiệu do mình tu ra, có thể tăng lên 22 lần lực lượng, mà hổ nữ mặc dù không có tạo hóa tốt như vậy, lại được lang hàn mở đá cho một ký hiệu cấp 7, cũng có thể tăng lên 24 lần lực lượng. Cái này tự nhiên kinh khủng, hai nữ sông ngang tới có bá khí hủy diệt hết thảy tráng hắn kia không khỏi thất sắc chiến lực của hổ nữ mạnh cũng ngoài dự liệu của hắn cái này còn dễ nói dù sao thiên tôn ký hiệu thua người chỉ có thể nói là vấn đề vận khí hơn nữa về sau không phải là không có cơ hội bổ cứu nhưng nữ hoàng cường đại không thể tưởng tượng nổi a à. nhị bộ a à, vô luận ra chỉ thiên tôn ký hiệu gì cũng không nên mạnh như thế cái chiến lực này hoàn toàn không thua tam bộ chẳng phải là hoang đường sao trong lòng của hắn chấn kinh lại không thể không làm ra ứng đối, song quyền bảo anh, nghênh đón về phía hai nữ. Không thể, lão giả áo đỏ vội vàng kêu lên, hắn là tứ bộ, tự nhiên nhìn càng thêm tinh tường, chiến lực của hổ nữ cùng nữ hoàng đã đạt đến tam bộ đỉnh phong, một người cũng không phải là tráng hắn kia có thể đối phó, huống chi là liên thủ. Đón đỡ, kia là mình tìm tai vạ, đáng tiếc hắn nói quá chậm, thiên tôn xuất thủ mau lẹ cỡ nào, nhất niệm động, công kích cũng đã đánh ra ngoài. Oanh, lực lượng của ba người va chạm, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, tráng hán kia thì như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, bành bành bành, phía trước vốn đã không đường, lại bị tráng hán này ngạnh sinh mở ra một lối đi. Thiên tôn nha, da dày thịt thô, đây chính là được lực lượng bản nguyên rèn luyện qua, vô cùng dai. Sáu người lão giả áo đỏ đều quay đầu nhìn, chỉ thấy tráng hán kia cuối cùng ngừng lại, đầu cúi xuống như người chết. Còn tốt, hắn chỉ là bị đánh ngất, tam bộ nào có dễ dàng treo như vậy. Lão giả áo đỏ thấy được rõ ràng, nếu như Tráng Hán kia không phải quá mức chủ quan, vừa lên liền cứng đối cứng, hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thua trận, nhưng thực lực không kịp còn đối cứng, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Hắn cười lạnh, có chút thực lực, khó trách dám không để bản tôn vào mắt. Bất quá, Tam bộ dù sao chỉ là Tam bộ, ở trước mặt bản tôn, ba người các ngươi căn bản sánh không được một ngón tay của bản tôn. Chương 3236, đá giỏ đường hai. Lão đầu vậy chúng ta liền đến lĩnh giáo một chỉ trị uy của ngươi a à. hổ nữ vỗ tay nói bộ dáng hồn nhiên ngây thơ thành toàn các ngươi lão giả áo đỏ xuất thủ ông hắn quả nhiên điểm ra một chỉ bành 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 lối đi này sớm ở vừa rồi đánh chúng làm lớn ra vô số lần nhưng tứ bộ xuất thủ tự nhiên càng khủng bố hơn để không gian này lại tiếp tục sụp đổ lăng hàn nữ hoàng cùng hổ nữ đồng thời kêu lên lúc này đương nhiên muốn phu quân của các nàng ra tay không cần các nàng gọi lăng hàn đã xuất thủ nếu không còn ra thể thống gì. Hắn đoạt bước mà ra, đã ngăn ở trước người hai nữ, cũng điểm ra một chỉ. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức tạo thành nổ lớn kinh khủng, hạt bản chất ở nơi đây đều bị nhen nhóm, tạo thành sóng lực lượng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Bành bành bành, năm người nữ tử áo tím, lại thêm tráng hán đã hôn mê, toàn bộ bị cuốn bay, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy chục dặm. Chiến lực tứ bộ quá cường đại, ừm, lão giả áo đỏ lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn thực sự tiếp nhận một kích này của hắn. Ánh mắt của hắn không khỏi siết chặt, đây cũng quá yêu nghiệt đi, nhị bộ địch tứ bộ, đừng nói nói ra không người tin tưởng, dù hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình đối mặt, vẫn có cảm giác kinh hãi không thể tin được. Nếu không phải đây là hắn tự mình xuất thủ, hắn thật sẽ hoài nghi tứ bộ này có phải cố ý hạ thủ lưu tình hay không? Lão đầu, một chỉ này của ngươi tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt a. À. Hổ nữ cố ý ép buộc, nàng cùng nữ hoàng đều đứng sau lưng lăng hàn, đương nhiên sẽ không nhận sóng xung kích ảnh hưởng. lão giả áo đỏ không phản bác được tứ bộ vốn nên tuyệt đối nghiền ép nhị bộ tam bộ nhưng một kích lại đánh thành ngang tay để hắn có thể nói cái gì tiền bối người đã nguyện ý dìu dắt hậu bối như thế không bằng thay chúng ta ở phía trước mở đường a lăng hàn cười nói lão giả áo đỏ không khỏi đen mặt mới vừa rồi hắn nói muốn che chở đám người lăng hàn kỳ thật chính là muốn đám người lăng hàn ở phía trước dò đường dù sao tiếp cận hạch tâm của một vị diện cực kỳ cao cấp đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Lăng Hàn trái lại muốn hắn dò đường, đây thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tiểu bối, người suy nghĩ nhiều, thật sao, thân hình Lăng Hàn khẽ động, đánh về phía lão giả áo đỏ, đối phương đã không muốn, vậy thì đánh tới đối phương nguyện ý. Lớn mật, lão giả áo đỏ lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi có được lực lượng địch nổi tứ bộ, thì thực sự có thể đối kháng tứ bộ, kia là hoàn toàn khác biệt. Ông, hắn vận chuyển một thiên tôn ký hiệu đây là hắn ở lúc tứ bộ thôi diễn ra hao phí không sai biệt lắm ba kỷ nguyên thời gian chỉ nháy mắt lực lượng của hắn tăng vọt mười mấy lần lăng hàn cười ha ha vận chuyển một ký hiệu cấp bảy lực lượng lập tức tăng lên hơn hai mươi lần chẳng những chiến lực không kém gì lão giả áo đỏ ngược lại còn chiếm thượng phong lão giả áo đỏ kinh hãi một gia hỏa không có bối cảnh lục bộ thất bộ vì cái gì có thể nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp bảy cái này không thực tế a à lăng hàn vung vẩy xong quyền cùng lão giả áo đỏ cứng đối cứng lão giả áo đỏ tiếp mấy chiêu liền gánh không được như đống cắt bị lăng hàn đánh tung bành 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 thân hình hắn trượt lui mở rộng cái thông đạo này thân hình lão giả áo đỏ ngừng lại còn không có thở qua khí lăng hàn lại công tới nắm đấm đập mạnh đánh cho hắn không ngừng bay ngược lại mở ra rất nhiều con đường hắn cuối cùng hiểu được lăng hàn là cố ý coi hắn làm chắc khí nguy hiểm trên đường đi toàn bộ kiểm tra xong a dựa vào gia hỏa này cũng quá hung ác, lão giả áo đỏ tức giận đến cái mũi sai lệch, hắn là cường giả tứ bộ, thế mà rơi xuống tình trạng trở thành đá giỏ đường. Hắn muốn giết người, a a a a, bành, hắn bị lăng hàn một quyền đánh vào trên mũi, máu tươi chảy dài, vừa rồi dâng lên nộ khí cũng tan thành mây khói. Lão giả áo đỏ cực kỳ tức giận, chưa từng có nhận qua dạng nhục nhã này, để hắn muốn giết người. Nhưng bị lăng hàn từng quyền đánh vào trên mặt, để hàn ý trong lòng của hắn cũng vô hạn sinh sôi hắn đánh không lại người trẻ tuổi này trên thế giới này trời lớn đất lớn đạo lý lớn nhưng đều không hơn được thực lực thực lực ai mạnh người đó liền có thể nghiền ép thương sinh muốn làm gì thì làm bởi vậy hắn phẫn nộ hắn không cam lòng đều là giả tiếp tục đấu như vậy hắn sẽ xong đời hơn nữa đối kháng tỉnh táo lại hắn liền phát hiện lăng hàn mạnh hơn hắn cũng không chỉ là thiên tôn ký hiệu mà ở trên lực lượng nguyên thủy liền chiếm thượng phong lực lượng của hắn không sai biệt lắm là tứ bộ trung kỳ nhưng Lăng Hàn lại là tứ bộ hậu kỳ. Cho nên ở dưới thiên tôn ký hiệu phóng đại, chiến lực của hai người tranh lệch càng lớn hơn. Bành, nhất niệm chưa xong, hắn lại bị đánh bay, bành bành bành, lực lượng kinh khủng nghiền ép, bị hắn phá hủy không biết bao nhiêu địa tầng. Trong lòng của hắn kinh hãi, nguyên bản đã tiếp cận địa tâm, hiện tại lại thâm nhập dưới mặt đất nhiều như vậy, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tầng trống giống, hiện ra vị diện hạch tâm. Hạch tâm của vị diện cực kỳ cao cấp vô cùng kinh khủng, ngay cả thất bộ cũng không có khả năng lấy hiện tại dù hạch tâm này đã phá diệt nhưng hổ chết huy còn tứ bộ như hắn cũng có thể bị giết chết thật muốn quải điệu như thế vậy hắn thật sự là làm quỷ cũng không cam lòng quá oan tiểu bối có chuyện hảo hảo banh hắn một câu còn chưa nói hết đã trúng một quyền của lăng hàn thân hình không tự chủ được bay ngược bành 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 như một cây mâu nhọn một đường không thể ngăn cản lún vào mặt đất thật sâu đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trên lưng chợt nhẹ thế mà trống rỗng không có tầng đất ngăn cản. Hắn đầu tiên là sướng sờ, sau đó kinh hãi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, đây là đạt tới chỗ cốt lõi của vị diện. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng. Nhưng mà, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này không phải trung tâm địa hạch gì, căn bản chính là một mảnh thiên địa mới. banh lang Hàn cũng theo sát mà ra, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tiến vào một mảnh thiên địa mới, nơi này có tầng tầng dãy núi, có đại giang biển cả, nhưng bây giờ lại khô cạn, chỉ còn lại vô số hố lớn, có cát vàng đầy trời. Cổ quái, quá cổ quái, chương 3237, lại một cái vị diện. Nơi này không có vị diện hạch tâm, mặc dù để lăng hàn thất vọng, nhưng sẽ không quá mức để ý, dù sao đã qua vô số năm, vị diện hạch tâm chôn vùi cũng rất bình thường. Thế nhưng mà, một màn trước mắt quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn cũng không đoái hoài tới lão giả áo đỏ kia, buông ra thần thức, cảm ứng đến mảnh thiên địa này phu quân nữ hoàng cùng hổ nữ cũng xuất hiện trên mặt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc đây là nơi quái quỷ gì biểu lộ của lăng hàn trở nên nghiêm nghị nói đây là một vị diện chúng ta chẳng phải đang ở trên viễn cổ vị diện sao hổ nữ không hiểu nói lăng hàn lắc đầu vị diện này khác biệt vị diện kia ngươi nói là đây là hai vị diện nữ hoàng đã hiểu nét mặt của nàng cũng biến thành nghiêm nghị có sự tình cổ quái như vậy sao hổ nữ cũng phát mộng nàng nghiêng đầu qua vị diện cùng vị diện ngăn cách chỉ có thông đạo lưỡng giới mới có thể tương thông nhưng đây coi như là thông đạo lưỡng giới sao lang hàn lắc đầu đây cũng không phải thông đạo lưỡng giới gì bọn hắn xuyên qua toàn bộ thông đạo lưỡng giới của nguyên thế giới có thể nói đối với thông đạo lưỡng giới vô cùng hiểu rõ nhưng tuyệt không phải dạng này nhưng ta có thể khẳng định cái này tuyệt không phải vị diện cực kỳ cao cấp lang hàn kết luận nói tuyệt đối là hai vị diện khác biệt ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau dần dần đạt được một kết luận chẳng lẽ có cường giả xuất thủ ngạnh xanh gộp hai vị diện làm một nữ hoàng trầm ngâm muốn đè ép vị diện cao cấp đến cùng một chỗ dù cường giả thất bộ xuất thủ cũng làm không được chỉ ít một cái là không thể nào lăng hàn gật đầu hai vị diện trùng điệp đến cùng một chỗ cuối cùng là tự nhiên hay cố ý nếu là người làm lại cần vĩ lực cỡ nào mới có thể làm được hắn biết vị diện này tất nhiên có được bí mật kinh người nhưng một màn y nguyên vượt xa hắn tưởng tượng một bên khác Lão giả áo đỏ cũng chầm chậm tình ngộ lại, kỳ thật hắn so với Lăng Hàn lại càng dễ khẳng định, bởi vì hắn là tứ bộ. Hắn có thể rất khẳng định nói, ngay cả hắn nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, nơi này rõ ràng yếu hơn một chút. Trước đó viễn cổ vị diện là cực kỳ cao cấp, vậy cái này chính là vị diện cao đẳng, kém dòng giã một cấp độ. Hắn vắt hết óc, nhưng nghĩ phá đầu cũng không cách nào tìm hiểu và kiểm tra ra cái này sao có thể phát sinh. Vị diện mới có phải ý nghĩa có quặng mỏ mới hay không? ánh mắt nữ hoàng sáng lên nàng người này kỳ thật không có gì phải quan tâm bởi vì nàng căn bản không quan tâm cho nên lập tức nghĩ đến những vật khác lang hàn cũng vui mừng đây chính là một vị diện mới a à. đã nghĩ mãi mà không rõ vậy thì không nghĩ hắn nhìn về phía lão giả áo đỏ trong khoảnh khắc đó hắn có xúc động giết người diệt khẩu lão giả áo đỏ bị hắn để mắt tới không khỏi toàn thân phát lạnh vội vàng co cẳng bỏ chạy thiên tôn khó giết nhất là cùng dai chỉ cần một phương dẫn đầu bỏ chạy, vậy căn bản không có khả năng bị đuổi kịp. Lăng Hàn cũng không có đuổi theo, nếu như đã có hai đám người tiến vào nơi này, nói rõ người đánh chú ý về phía lòng đất rất nhiều, nói không chừng đã có thế lực khác tiến vào vị diện này. Tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn lập tức triển khai thăm dò, tìm kiếm lấy nguyên thạch khoáng mạch. Kết quả không để cho bọn hắn thất vọng, rất nhanh bọn hắn đã tìm được một mạch khoáng, trong đó dựng dục ba thiên tôn ký hiệu, bất quá đều là Lăng Hàn đã nắm giữ nên để nữ hoàng cùng hổ nữ. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, các thế lực lớn nhau nhau tập trung ánh mắt tới, vậy trong này lại biến thành vị diện phía trên kia, tài nguyên rất nhanh sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Thời gian cực nhanh, sau mấy vạn năm, nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều thế lực đến. Ba người lăng hàn âm thầm phát tài, bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào, mà năng lực tìm mỏ của lăng hàn lại cường đại như vậy, một bước này chiếm được tiên cơ, để bọn hắn kiếm lời trậu đầy bát tràn. Lại phát hiện một khoáng mạch, lang hàn nói, hiện tại bọn hắn ở trong một biển rộng khô cạn, nguyên bản nơi này là một rãnh biển, sâu vô cùng. Nhanh đào, nhanh đào, hồ nữ thúc giục nói. Lang hàn cười cười, lấy đại năng lực trực tiếp rút ra toàn bộ khoáng mạch, lại từ bên trong lấy ra, mở vật có giá trị. Ừm, hắn đột nhiên nhướng mày. Thế nào, nữ hoàng hỏi, có người đến, rất mạnh lăng hàn nói ánh mắt nhìn về phía xa hiu một bóng người từ phía chân trời bay đến toàn thân tản ra khí thức kinh khủng phảng phất như trời cũng phải cúi đầu trước hắn con người của lăng hàn không khỏi siết chặt mông đông người đến này rõ ràng là mông đông lúc trước hắn cùng đối phương từng có một trận chiến mặc dù cuối cùng là mông đông nhận thua nhưng trên thực tế đối phương cũng không có bại đây là một kình địch tiểu đệ lại gặp mặt mông đông dừng thân hình nhìn lăng hàn nhẹ gật đầu hiện tại biết ta là ai chưa lăng hàn lơ ngơ ai biết ra hỏa này đến tột cùng là thân phận gì nhưng trên mặt hắn lại bất động thanh sắc nói đương nhiên hắn dự định lừa đối phương a à, nói nghe một chút mông đông lại không mắc mưu chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn cười dựa vào ra hỏa này thật đúng là cảnh giác lăng hàn lắc đầu bí mật này lớn như vậy ta há có thể nói cho ngươi vạn nhất ngươi lừa ta thì sao hắn như cũng lừa dối ha 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 Mông đông cười to, gật đầu nói, bí mật này xác thực rất lớn, lớn đến có thể lật trời. Bất quá, xem ra tiểu đệ ngươi còn không có thức tỉnh. Thật kỳ quái, ngươi cũng đã là nhị bộ, làm sao còn không có thức tỉnh nhỉ? Hắn nâng cầm lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, lang hàn lắc đầu, đã ngươi không muốn nói, mà ta lại rất muốn biết bí mật này, cho nên, ta chỉ có thể bắt ngươi, để ngươi nói ra. Mông đông lắc đầu, tiểu đệ, ngươi muốn bắt ta, còn thiếu mấy phần thực lực. A. À, thế thì phải thử một chút. Lăng Hàn thét dài một tiếng, vứt khoáng mạch qua một bên, sau đó giết về phía mông đông. Oanh, 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 hai người lập tức triển khai đối công, đều là nửa bước cũng không lùi bước, muốn lấy thực lực mạnh nhất xua nát đối phương. Bất quá, tu vi của Lăng Hàn có tiến bộ, mông đông cũng như thế, hắn thình lình bước vào tam bộ. chương 3238, ký hiệu cấp 9 phát huy. Hắn là tam bộ sơ kỳ, lực lượng thì không sai biệt lắm là tứ bộ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, nhưng không cách nào đẩy ra ngũ bộ chi môn cái này một là hắn không có yêu nghiệt như vậy có thể vượt qua hai cảnh giới thứ hai là ngũ bộ so sánh tứ bộ vượt qua quá lớn oanh hai người đụng nhau vẫn là khó phân cao thấp tiểu đệ lần này ca ca sẽ không nhường ngươi mông đông cười to sau lưng của hắn có một con rồng lớn dâng lên nhưng nhìn kỹ đây cũng không phải đại long chân chính mà là một ký hiệu sau khi hóa hình lại đưa về trong cơ thể hắn ông ký hiệu phát quang lực lượng của hắn lập tức tăng vọt. 39 lần, thật như bức A, Lăng Hàn thầm nói, ngoại trừ mông đông, hắn còn không có gặp qua người thứ hai có thể dùng ra ký hiệu cấp 6. Mông đông này rõ ràng không có bối cảnh lục bộ, thất bộ, vì sao có được ký hiệu cao dai như vậy? Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu bối cảnh, hoặc là, hắn như Lăng Hàn, ở thời điểm đột phá có thể tự động hiện ra thiên tôn ký hiệu? Mặc kệ, đánh trước đã, Lăng Hàn thét dài không dứt hắn vận chuyển tứ tượng phù, Đồng dạng tăng lực lượng lên 39 lần, mà mỗi oanh một quyền, tứ tượng hóa hình, đánh về phía Mông Đông. Hừ, Mông Đông không sợ, một quyền bắn ra, tứ tượng bị băng liệt. Hắn thật không thua Lăng Hàn, quá mạnh, hai người đều vận chuyển ra Thiên Tôn pháp, Lăng Hàn triển khai nộ quyền, mà Mông Đông, hắn lại bắt đầu phun ra binh khí. Một chiêu này vốn rất mạnh, lại thêm nhổ nước miếng để cho người ta buồn nôn, bởi vậy Lăng Hàn cực kỳ phẫn nộ, hắn từng quyền bạo kích, uy lực của nộ quyền phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn chiến đến kịch liệt, lại từ đầu đến cuối khó phân cao thấp. Tiểu đệ, tới đón một chiêu này của ta. Mông đông thét dài một tiếng, xương sọ của hắn phát sáng, hóa thành một ký hiệu mơ hồ, lại tản mát ra khí tức chân áp chư thiên đáng sợ. Một nháy mắt, tu vi của mông đông tăng vọt, chỉ ít 60 lần trở lên. Lăng hàn tiếc một chiêu, bành, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Tiểu đệ, đây chính là thiên tôn ký hiệu cấp 1. Mông đông từ tốn nói, toàn thân hắn phát ra quang mang, trong hơi thở phun ra hỗn độn khí, như một thần linh vô thượng, đi về phía Lăng Hàn. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng nghe ra, không khỏi chấn kinh, ngay cả Lăng Hàn mở ra nhiều thiên tôn ký hiệu như vậy, nhưng cao nhất cũng chỉ là ký hiệu cấp 6, tăng lên hơn 30 lần lực lượng. Mông Đông là từ đâu được đến ký hiệu cấp 1? Tiểu đệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, đợi vi huynh tỉnh lại ký ức ngủ say của ngươi, cái ký hiệu này tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Mông Đông cười nói, cái này nếu là thật, vậy hắn khẳng định là người hào phóng nhất trên đời này. Thiên tôn ký hiệu cấp 1A, chỉ sợ thất bộ cũng phải đỏ mắt. Mông đông nói đưa liền đưa, lang hàn đứng vững, nếu như ta cần, sẽ tự mình tới lấy. Ta phát hiện, tiểu đệ ngươi thích nói mạnh miệng, mông đông lắc đầu, ngươi cảm thấy, có thể ở trong tay ta duy trì mấy chiêu. Hắn cường thế mà công, thiên tôn ký hiệu cấp 1 gia trì, chiến lực của hắn tăng lên đạt đến hơn 80 lần, đây thật là quá kinh người, một kích liền có thể để lang hàn thương gân động cốt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tâm niệm vận chuyển, toàn thân lập tức có ký hiệu lít nha lít nhít sáng lên. Thật sự là vượt quá vi huynh dự kiến, người thế mà nắm giữ nhiều ký hiệu như vậy. Mông đông kinh ngạc, bất quá, số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì, không có chất lượng, lượng lại nhiều cũng chỉ uổng phí. Hắn lần nữa đánh tới, muốn chấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn không nói, một quyền đáp lễ. Bành, mông đông lập tức lộ ra chấn kinh, cả người bay ra, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nặng nề đụng vào một núi lớn, sinh sinh đâm vỡ nát ngọn núi lớn này. 111 ký hiệu cấp 9 hình thành tổ hợp ký hiệu, gia trì 222 lần lực lượng. Hưu, mông đông từ trong loạn thạch bay ra, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đây là cái giá khi đón đỡ một quyền kia của Lăng Hàn, lực lượng nhìn ép hơn 100 lần, đây là hậu quả tất nhiên. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, càng không thể tin được, mình cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Tổ hợp ký hiệu, hắn cắn răng nói, nhưng Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, lại lập tức giết qua. Không sai, ký hiệu cấp 9, mặt mũi mông đông tràn đầy gân xanh, nguyên bản ký hiệu cấp 9 chính là đại danh từ cặn bã, tựa như tầng một cùng tầng 9 tranh lệch, căn bản không có khả năng so. Nhưng hình thành tổ hợp ký hiệu, cái này liền khác biệt, ký hiệu cấp 9 cũng có thể đại xoay người, cùng ký hiệu cấp 1 tranh phong. Bang, bang, bang lang hàn đè ép mông đông đánh, hiện tại chiến lược của hai người đã không ở cùng một cấp bậc. Mông đông như là bù nhìn, bị đánh cho đông bay tây phiêu, hoàn toàn không có sức chống cự hắn đã bất lực lại phun binh khí mà là phun máu tươi tung tóe tiểu đệ người thật đúng là không thể xem thường hắn nói một câu xúc động mỗi nói một chữ đều phun ra lượng lớn máu tươi trên thân tất cả đều là vết tích xương gãy hiện ra từng hố nhỏ rõ ràng hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng không có cách vi huynh cũng chỉ có thể xin người trợ giúp thanh âm cuồn cuộn ở dưới lực lượng cường đại của hắn thôi thúc âm thanh thét dài này truyền bá tốc độ nhanh đến kinh người người này còn có giúp đỡ lang hàn nhướng mày nhưng tốc độ xuất thủ càng nhanh đối phương đã còn có giúp đỡ vậy hắn càng phải tốc chiến tốc thắng giải quyết mông đông bằng không thì chờ hắn phóng năng lượng hoàn tất như vậy hưu chết vào tay ai cũng không nhất định nhưng mà tốc độ chạy trốn của mông đông nhanh chóng thật sự là có hồ vượt quá lang hàn dự kiến chỉ bất quá mấy hơi một bóng người bay lượn tới thân hình uyển chuyển cực kỳ động lòng người đây là nữ tử mặt như hoa đào phong tình vạn trùng mông đông Người thế mà đánh không lại tiểu đệ của chúng ta. Nữ tử này cười duyên nói, Sơn Phong hùng vĩ không ngừng lung lay, có điểm cay con mắt. Lâu Tây Nguyệt, còn không mau ra tay giúp đỡ. Mông đông quát, bộ dáng của hắn bây giờ quá thảm rồi, chẳng những đoạn mất một cánh tay, ngực cũng có một cái động lớn, kém một chút chính là vị trí trái tim. Không có cách, hiện tại chiến lực của Lăng Hàn thật sự là có một không hai tứ bộ, không có chiến lực ngũ bộ, căn bản không áp chế nổi hắn. mươi 3239, giết lùi. Lúc này biểu lộ của Lâu Tây Nguyệt mới trở nên nghiêm nghị, nàng không nói gì thêm, mà trực tiếp giết ra, thân hình bồng bềnh như phù vân. Oanh, chỉ là nàng vỗ ra một trường, uy lực ngập trời, mới khiến cho người ý thức được, thực lực của nữ tử này cũng vô cùng đáng sợ. Nàng đồng dạng là tam bộ sơ kỳ, nhưng chiến lược lại bão tố tứ bộ đỉnh phong, hoàn toàn không kém mông đông. Mông đông đương nhiên sẽ không để Lâu Tây Nguyệt độc chiến lăng hàn, thân hình lập tức đập ra, phối hợp cùng Lâu Tây Nguyệt. Hai đại cường giả hợp kích uy lực nâng cao một bước. Cút, Lăng Hàn quát khẽ một tiếng, một quyền bạo oanh, hơn 200 lần lực lượng bộc phát, hắn cho thấy phong thái vô địch. Bang, bang, lâu Tây Nguyệt, Mông Đông đều bị đánh bay. Mông Đông, cái tiểu đệ này cũng quá mãnh liệt đi. Lâu Tây Nguyệt vừa thổ huyết vừa nói, ngươi không nhìn thấy, hắn nắm giữ hơn 100 tổ hợp ký hiệu sao. Mông Đông khẽ nói, ta thấy, hắn là dùng nhiều ký hiệu như vậy tới dọa người. Lâu Tây Nguyệt nói, hai người này cũng thật sự là bình tĩnh, rõ ràng ở mặt chiến lược rơi vào hạ phong rõ ràng, nhưng vẫn trêu chọc lẫn nhau, tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lăng Hàn thét dài một tiếng, tiếp tục đoạt công, lâu tây nguyệt cùng mông đông liên thủ, dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào địch nổi, bị đánh cho bay loạn khắp nơi. Bọn họ đều biết, chỉ cần chống qua Lăng Hàn bộc phát, vậy chiến lực của hắn khẳng định sẽ ngã xuống. Vấn đề là, nếu bọn hắn liều chết, vậy thật có khả năng bị Lăng Hàn oanh sát thành cạn bã hiện tại chiến lược của song phương tranh lệch quá xa rút lui đi mông đông lắc đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ sớm chờ câu nói này của ngươi lâu tây nguyệt vô cùng dứt khoát lập tức quay đầu bỏ chạy mông đông thì chạy về phía khác để lang hàn chỉ có thể truy kích một cái trong đó lăng hàn không chút do dự đuổi theo mông đông thân hình vừa động thanh âm của lâu tây nguyệt liền truyền tới tiểu đệ chớ có quên ngươi còn có hai tiểu kiều thê a à. nghe được câu này lăng hàn lập tức ngừng thân nếu hắn truy kích Mông Đông, mà lại lâu Tây Nguyệt giết hồi mã thương, nữ hoàng, hổ nữ chống đỡ được nàng sao? Chuyện không thể nào, có lẽ nữ hoàng rảo bước tiến lên tam bộ có thể chống lại nàng, nhưng bây giờ tuyệt đối làm không được. Năng lực vượt cấp chiến đấu của hổ nữ là số 0, tự nhiên cũng không có khả năng trông cậy vào. Ha ha ha, tiểu đệ, hy vọng lần sau gặp lại, người đã thức tỉnh. Nếu như còn không có, chúng ta sẽ mang lên càng nhiều đồng bạn tới giúp ngươi. Thanh âm của Mông Đông cũng truyền tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, lần này không thể bắt mông đông, cũng là bởi vì chiến lực của hắn còn chưa đủ triệt để nghiền ép, bất quá nếu hắn dảo bước tiến lên tam bộ, vậy quản ngươi đến bao nhiêu người, hết thảy chân áp. Nữ hoàng cùng hổ nữ đi tới, đều hết sức kinh ngạc. Dạng thiên tài giống như mông đông, hẳn là ít đến thương cảm mới phải, hắn hẳn chỉ kém đám người lâm u liên một chút, thậm chí có thể ngang hàng. Không nghĩ tới lại thêm lâu Tây Nguyệt, nghe khẩu khí của mông đông, dạng người như hắn tựa hồ còn có rất nhiều. Hơn nữa, Lăng Hàn hẳn cũng là một thành viên trong bọn họ, chỉ là còn không có thức tình. Hai người này đến cùng có lai lịch gì? Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần chúng ta tăng tu vi lên, bất kỳ người nào cũng không sợ. Lăng Hàn kiên định tín nhiệm, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng bộ pháp hắn leo lên võ đạo đỉnh phong. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều gật đầu, các nàng đồng dạng có tín nhiệm không sợ. Ba người tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch, nếu không tranh thủ thời gian ra tay, người khác sẽ không lưu lại vật gì tốt cho bọn hắn. Nếu bọn hắn đạt được thiên tôn ký hiệu tự nhiên là lập tức luyện hóa, nếu đạt được đại dược thì chia đều phục dụng. Chỉ là đại dược tốt, thiên tôn ký hiệu lại rất khó ra, vài ức năm trôi qua, bọn hắn hết thảy mới lấy được 36 viên. Lăng Hàn được phân 21 viên trong đó, để hắn nắm giữ thiên tôn ký hiệu đạt đến 139 viên, đối ứng tổng số gần ngàn mà nói, này chỉ có thể xem như vừa mới cất bước, nhưng phóng nhãn thiên tôn cấp, phần lớn đều chỉ nắm giữ bảy ký hiệu truyền thế mà thôi. Đại dược ngược lại có không ít, nữ hoàng cùng hổ nữ phân biệt đến nhị bộ đỉnh phong cùng tam bộ đỉnh phong, nhưng bởi vì cảnh giới bình chướng rất khó vượt qua, các nàng đều không tái tiến một bước. Lam Hàn cái sau vượt cái trước, cũng lấy tốc độ chậm chạp đi tới nhị bộ đỉnh phong. Nữ hoàng cùng hổ nữ không cách nào đột phá, là bởi vì tư chất của các nàng kỳ thật không tới đỉnh tiêm, nữ hoàng là bởi vì ở thời điểm tiến lên nhất bộ dung hợp 100 lực lượng vị diệt, lúc này mới tạo thành lực đầy, để nàng cơ hồ không phí sức liền đi tới nhị bộ, nhưng tiềm lực cũng dùng hết, muốn vào tam bộ, khó. Hổ nữ thì vô dục vô cầu, ngược lại làm cho nàng tâm linh thanh tịnh, càng thêm dễ dàng câu thông hạt bản nguyên, mới có thể ở trên cảnh giới dẫn trước. Nhưng hạt bản nguyên trong cơ thể càng nhiều, đối với hạt khác bài xích lại càng lớn, tuyệt không có khả năng dễ dễ dàng dàng đột phá. Vị diện này cũng cần quét không sai biệt lắm, lăng hàn dò xét một chút, tìm đám người chu hằng, hiện tại người ở vị diện tầng trên cơ bản đều đến nơi này, Bọn người Chu Hằng tự nhiên cũng ở nơi đây xây căn cứ mới. Lăng Hàn, Nhạc Bác Dung xuất quan, đang tìm ngươi, cẩn thận một chút. Vừa thấy mặt, Lâm Tiêu Dương liền nhắc nhở, Nhạc Bác Dung chính là lão tử của Nhạc Thừa vọng, Lục Bộ Thiên Tôn, Lăng Hàn giết Nhạc Thừa vọng, Nhạc Bác Dung sẽ đến đuổi giết hắn cũng không phải bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới hắn chậm như vậy. Trước đó hắn đang bế quan, đoán chừng thực lực lại tiến một bước. Chu Hằng cũng nói, mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn tò mò nói. Sở Hạo cười ha ha hẳn là sẽ không yếu hơn Chu sư huynh, Chu Hằng cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều, không kém gì ta, tương đương với không kém gì ngươi, làm gì quanh co như vậy. Lâm Tiêu Dương lắc đầu, các ngươi đều là cái sau vượt cái trước, chỉ có ta, thực lực trì trệ không tiến, đã bị các ngươi vùng ra đằng sau. Sở Hạo cùng Chu Hằng đều an ủi vị sư huynh này, kỳ thật có thể tu đến lục bộ cũng đã là thiên kiêu, chỉ cần nhìn xem số lượng thất bộ liền biết, hai tay có thể đếm được. Lăng Hàn thì thỉnh giáo ba tên lục bộ, nguyên nhân hai vị diện này trùng điệp